Hôm nay diễn giảng bài kinh số 20 của Trung Bộ Kinh. Cái kinh hôm nay là kinh An Trú Tầm. Thì trong cái bài kinh này, Đức Phật dạy về năm cái phương pháp để đoạn trừ các cái tầm bất thiện. Tầm ở đây có cái ý nghĩa là cái sự tư duy, tức là một cái người nào mà mình muốn đoạn trừ những cái tà tư duy hay là những cái tâm tư duy bất thiện ấy. Tâm nó hay hướng đến những cái tâm bất thiện ấy. Thì mình sẽ có những cái cách để đối trị nó, đối trị lại với cách này và để mình đạt được cái sự an trú. Vậy có tức là trong cái bài kinh này thì Đức Phật hoàn toàn dạy về cái phương pháp thực hành để tâm phát triển được các cái tầng thiền, tức là phải thực hành làm sao để đạt được, để tâm chứng đắc được các cái pháp thiện. Thì những cái tâm bất thiện hay là những cái tầm bất thiện ấy, những cái suy nghĩ bất thiện, nó là cái chướng ngại trực tiếp cho cái người mà đang nỗ lực thực hành để hướng đến chứng đắc các cái tầng thiện. Sau khi chứng đắc các tầng thiện rồi thì lúc đấy mới có thể tiếp tục tu tập tuệ, mới có thể hướng đến đoạn trừ những cái phiền não và chứng đắc đạo quả niết bàn, chấm dứt khổ đau. Đấy, cái ý nghĩa của bài kinh như vậy, nên là có bài có chủ đề là kinh là An Trú Tầm. Nội dung bài kinh Đức Phật dạy như thế vậy. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi tại Cetavana, vườn ông Anathabindika. Tại đây Đức Thế Tôn gọi các tỷ kheo: chư tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỷ kheo muốn thực hành tu tăng thượng tâm cần phải thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm? Ở đây tỷ kheo y cứ tướng nào, tác ý đến tướng nào, các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này các tỷ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tinh. Chư tỷ kheo ví như một người thợ mộc thiện xảo, hay đệ tử của người thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra, đánh bung ra, đánh văng ra một cái nêm khác. Chư tỷ kheo cũng vậy, khi một tỷ kheo y cứ một tướng nào, tác ý đến một tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời chư tỷ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tinh. Đây là phương pháp thứ nhất để đoạn trừ các cái tầm bất thiện. Đây là ngay trong cái đầu đề Đức Phật đã dạy là một vị tỷ kheo muốn tu tập tăng thượng tâm. Thì có nghĩa tâm thức tăng thượng tâm ở đây là muốn tu tập để chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là tứ thiền bát định, tức là tất cả các cái pháp về thiền chỉ. Các cái tu tập tăng thượng tâm là tu tập chứng đắc các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, thì đấy được gọi là tăng thượng tâm. Thì cái người nào mà đang nỗ lực tu tập tăng thượng tâm ấy cần phải tác ý đến năm cái phương pháp để đoạn trừ những cái tầm bất thiện này. Nhất là trong cái lúc ngồi thiền thì một người mình sẽ thấy rõ ràng cái tâm của mình nó sẽ hay có những cái khuynh hướng gì. Có thể là, đó có thể được gọi là những cái triển cái tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trào hối, hoài nghi. Thì những cái đấy thì cũng có thể nó gọi chung lại nó là tham sân si. Có những khi mình khởi lên những cái dục tham thì đó gọi là những cái tầm liên hệ đến dục. Những cái có khi mình khởi lên sân thì đó là tầm liên hệ đến sân. Có khi khởi lên những cái hôn trầm, thụy miên hay là hoài nghi thì đấy là liên tâm liên hệ đến si. Trạng hối thì cũng là liên hệ đến sân, thì nó cũng là tham sân si thôi. Thì đấy được gọi là các cái bất thiện tầm hết. Thì
cái tâm của mình nó lúc thì nó hướng đến cái này, lúc thì nó hướng đến cái kia như vậy. Trong cái lúc mình ngồi thiền là mình để cho cái tâm nó hướng vào cái đề mục thiền. Tâm của mình nó phải hướng vào, nó an trú trên cái đề mục thiền đấy, mà nó duy trì cái sự an trú tâm, cái tâm nó cứ hướng vào một cái đề mục liên tục không gián đoạn, thì sẽ đạt được sự nhất tâm. Không bao lâu tâm sẽ được cứ an trú trên một đối tượng liên tục, thì không bao lâu mình sẽ đạt được cái sự định tĩnh, và dần dần sẽ đi vào cận định, rồi đi vào an chỉ định. Nhưng mà do những cái tâm bất thiện đôi khi nó cứ len lỏi vào, đôi khi nó cứ sinh khởi lên, đôi khi cái tâm của mình nó cứ hướng sang những cái đối tượng bất thiện đó, đó là dục tầm, sân tầm và hại tầm ấy. Cho nên là cái tâm thiền nó không có thể liên tục trên một đối tượng, cái tâm mình nó không liên tục trên một đối tượng, nên là không vào được cái, không đạt được cái sự định tĩnh nhất tâm. Thì cái điều này nó được ví như là một cái ông vua mà ông đi vào dạo chơi ở trong một cái khu rừng. Nếu như mà trong cái khu rừng đấy hay là cái vườn ngự uyển ấy, và ông đi vào đấy để dạo chơi, nếu như mà trong cái khu vườn đấy nó sạch sẽ thì ông có thể dạo chơi thảnh thơi ở trong đó suốt cả ngày mà ông không muốn đi ra. Thì cái tâm thiền cũng vậy, khi mà nó hướng đến một cái pháp thiền mà an trú ở trên cái pháp thiền đó, mà cái tâm nó thanh tịnh, không có những cái cấu uế, không có những cái triển cái khởi lên, thì cái tâm nó có thể an trú ở trong cái pháp thiền đấy suốt cả ngày mà không muốn rời khỏi cái đề mục thiền. Thì đấy, và vậy thì cho nên sẽ đạt được cái sự nhất tâm. Còn nếu như một ông vua ông đi vào khu rừng mà ở cái vườn đấy mà ông thấy nó có cái nhiều những cái cảnh ô nhiễm, nhiều những cái cảnh xấu nó khởi, thì ông ấy sẽ cảm thấy nhàm chán và ông sẽ đi ra. Cũng như vậy, thì cái tâm của mình nó mà chú vào trong một cái pháp thiền mà những cái tâm bất thiện nó khởi lên, thì cái tâm đấy nó sẽ lại quay ngược trở lại, thế là nó sẽ không có thể vào an chỉ định được, và nó cứ lúc tìm và hướng cái tâm vào một đối tượng và mình muốn cho nó có cái sự nhất tâm liên tục, thì những cái tâm dục giới dần dần nó sẽ dừng lại, và những cái tâm thiền sắc giới dần dần nó mới sinh khởi. Và những cái tâm thiền sắc giới, tức là chúng đắc được các tầng thiền, thì đòi hỏi là những cái tâm dục giới nó phải hoàn toàn dừng lại, thì những cái tâm sắc giới nó mới khởi lên. Những cái tâm sắc giới nó khởi lên thì nó sẽ khởi lên liên tục không gián đoạn. Thì cho nên cái khi nào tâm mà còn hướng đến những cái bất thiện thì đó là những cái tâm dục giới, còn hướng đến dục tham mà. Những cái tham dục đấy thì là những cái tâm chỉ có ở dục giới, chứ những cái tâm sắc giới nó không hướng đến cái tham dục. Chỉ có tâm ở dục giới mới hướng đến những cái sân hận, những cái tham sân si, thì những cái tâm đấy chỉ có ở dục giới. Còn nếu một khi mà tâm đã vào đến cái nội tâm sắc giới thì nó chỉ còn vô tham, vô sân, vô si thôi, và nó cứ duy trì liên tục như vậy, thì cái người này mới đạt được cái tăng thượng tâm, tức là mới đạt được cái an chỉ định, mới chứng đắc được các cái tầng thiền, mới phát triển được cái tâm thanh tịnh cao thượng. Thì đây cái cách mà Đức Phật dạy, một cái cách đơn giản nhất, đó là mình biết cách làm chủ cái tác ý là cái quan trọng nhất trong cái sự điều phục tâm hay là làm chủ tâm này. Mỗi khi mà nó khởi lên, mỗi khi các cái căn của mình nó tiếp xúc với một cái các cái cảnh trần này, nó tùy theo cái sự tác ý của mình mà nó khởi lên những cái tâm tốt, tâm xấu, tâm ô nhiễm hay là cái tâm thanh tịnh khác nhau. Thế đấy là nó hoàn toàn là ở cái sự tác ý của mình. Một cái người nào mà hay, khi mà con mắt mình nhìn thấy một cái cảnh sắc, nếu như mình hay thường xuyên có cái tác ý là khởi lên cái suy nghĩ rằng cái sắc này mình thấy nó đẹp quá. Mình một cái người hay ưa thích cái sự đẹp, đấy là một cái người có cái tánh tham thì là sẽ ưa thích những cái cảnh đẹp. Cho nên là khi con mắt mình nó nhìn những cái cảnh gì, nó hay đi tìm những cái cảnh đẹp để nó nhìn. Và khi mà nó thấy một cái gì đó mà mình coi rằng cái cảnh này là đẹp, thì nó sẽ rất là thích thú và nó sẽ ưa nhìn, ngắm nhìn những cái cảnh đẹp đấy.
Chính vì mình tác ý nó là đẹp ấy, cho nên là những cái tầm nó liên hệ đến dục tham nó mới sinh khởi. Chứ nếu như một cái người đấy khi nào mình biết cách điều chỉnh cái tác ý, mình chỉ cần thay đổi cái tác ý đi một cái, khi mình nhìn đến bất cứ một cái cảnh gì mình tác ý ngược lại thôi, mình chỉ cần tác ý cái cảnh này nó là bất tịnh, thì những cái dục tham đấy nó ngay lập tức bị đánh bật ra, nó không thể nào sinh khởi lên được nữa. Đấy là thay đổi cái tác ý đi một cái thôi, cái cảnh này nó là vô tường, nó là khổ, là vô ngã, nó là ô nhiễm, là bất tịnh, thế là nó sẽ hết. Còn nếu như mình tác ý là cái cảnh này nó đẹp, hay là cái cảnh này mình thấy nó là thường, tức là mình nghĩ rằng cái cảnh này nó sẽ đem lại cái sự an vui lâu dài, tức là mình cứ tưởng là cái đẹp này nó sẽ đẹp mãi, thì đấy là mình nghĩ rằng nó là thường. Mình nghĩ rằng cái này nó đem lại cái sự hạnh phúc, thì đấy là mình tác ý đến cái sự lạc. Mình nghĩ rằng cái cảnh này nó là thật, tức là nó có cái tự ngã, nó là có cái của tôi là tự ngã của tôi ấy. Mình thấy nó có cái sự tự ngã như vậy, thì lúc đấy nó sẽ sinh lên cái tham dục đối với cái cảnh đấy. Thì đối với cái bên trong hay là bên ngoài mình cũng thế, kể cả mình nhìn mình nghĩ là mình là đẹp quá, hay là mình cứ nghĩ rằng mình sẽ vì cái sắc của mình nó sẽ còn tồn tại mãi, nó là cái niềm an vui hạnh phúc của mình, hay là đây nó là cái sắc thân này nó là của ta, là tự ngã của ta, thì mình chỉ cần nghĩ vậy thôi, thì những cái tham ái đối với bản thân mình, cái ngã mạn đối với bản thân mình, cái sự chấp trước vào cái tôi, cái của tôi, cái tự ngã của tôi là mà nó thường sinh khởi. Còn nếu như mà mình hướng sang một cái đối tượng bên ngoài, mình nhìn cái sắc thân của người khác, mình cũng nghĩ là cái người này có cái tướng hảo, có cái sắc đẹp, có cái hình tướng đẹp, có cái diện mạo đẹp, tức là mỗi người mình sẽ có cái khuynh hướng chú ý đến một cái tướng chung hoặc một cái tướng riêng của một cái đối tượng mà mình ngắm nhìn. Mình nghĩ là người này có cái hình dáng đẹp, hay là có cái khuôn mặt đẹp, hay là có cái con mắt đẹp, có cái mũi đẹp, có cái răng đẹp, thì có cái làn da đẹp, hay mình cứ nghĩ như thế thôi. Chỉ cần mình tác ý đến một cái khía cạnh nào đấy mà nó là vô phi như lý tác ý, tức là mình tác ý một cách không chân chánh, tác ý một cách nó không đúng với sự thật, nó gọi là cái, thì những cái dục tham nó sẽ sinh khởi. Và đấy là do mình gọi là phi như lý tác ý nên là nó sinh khởi. Thì cần mình chỉ cần thay đổi cái tác ý đi một cái, mình chỉ cần tác ý nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì cái dục tham đó nó không sinh khởi nữa. Thì đấy là những cái tầm mà nó liên hệ đến tham dục, thì nó cũng là do mình tác ý không chân chánh cho nên nó khởi lên. Bây giờ mình chỉ cần thay đổi đi, tác ý chân chánh đi một cái, và sau này nó trở thành cái thói quen, mỗi khi mình tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh gì, mình cũng luôn luôn biết cách tác ý như vậy, làm chủ cái tác ý như vậy, để cho những cái tầm liên hệ đến bất thiện, tham sân si nó không sinh khởi lên. Còn những cái tác ý như thế nào mà nó sinh lên những cái bất thiện tầm liên hệ đến sân, khi mình thấy một cái đối tượng nào đấy mình tác ý đến cái bất lợi, tức là mình tác ý đến một cái mà thấy cái đối tượng này nó không có lợi ích gì đến cho mình, thì là nó sinh lên những cái tâm sân. Như là mình thấy cái cảnh đấy, mình nghĩ rằng cái cảnh này nó không có lợi ích đối với mình, nó có hại cho mình, thì hay là mình thấy một cái người nào đấy, mình chỉ cần tác ý là cái người này đã làm hại mình, đang làm hại mình hay sẽ làm hại mình, cái người này đã làm hại những người thân của mình, đang làm hại, sẽ làm hại những người thân của mình, hay là họ làm lợi ích cho những cái người mà mình không ưa, không thích, thì có một cái sự tác ý mà mình khởi lên cái sự oán ghét, tức là mình nghĩ đến những cái điều xấu của người khác, nghĩ đến những cái điều mà không lợi ích của người khác, thì đấy cũng là một cái cách tác ý khiến cho cái tầm nó liên hệ đến sân, nó sinh khởi. Thì chỉ cần thay đổi cái cách tác ý đi là nó sẽ không liên, thì những cái suy nghĩ nó sẽ không khởi lên nữa. Đó là mình tác ý đến những cái điều tốt mà người đó đã làm. Như mình khi mình nghĩ đến một cái người nào đó mà mình hay nghĩ đến những cái nỗi tội lỗi của cái người đó đã làm đối với mình hay là đối với những người thân của mình,
thì lúc đấy ngay lập tức mình sẽ phải tác ý đến những cái điều tốt của người đấy, không nhìn vào những cái tội lỗi mà mình luôn luôn nhìn vào những cái mặt tốt của cái người đó đã làm, đang làm, sẽ làm. Hoặc là mình tác ý cái người này là thân bằng quyến thuộc của mình. Thì trong nhiều đời nhiều kiếp luân hồi sinh tử, đừng là cha mẹ anh chị em ruột thịt, thân bằng quyến thuộc đã là những cái người ân nhân giúp đỡ mình mọi ngày kia. Thì do mình có cái sự suy xét, có cái sự tác ý để đối trị lại với những cái tác ý không chân chánh, tức là mình có một cái tác ý chân chánh để đối trị lại một cái tác ý không chân chánh, thì những cái tầm liên hệ đến não hại, đến sân, đến ganh tị, đến tật đố nó sẽ không khởi lên nữa, mà lúc đấy nó sẽ khởi lên những cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Cho nên là Đức Phật mới lấy cái ví dụ này như một cái người thợ mộc thiện xảo, hay là con của đệ tử của một cái người thợ mộc thiện xảo, dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra một cái nêm lớn. Vậy mình dùng một cái chánh tác ý, mình sẽ đánh bật ra cái tà tác ý, mình khởi lên một cái tư duy chân chánh, cái suy nghĩ chân chánh để mình đánh bật đi những cái suy nghĩ không chân chánh, mình bật đi những cái suy nghĩ bất thiện, thì khiến cho tâm, nội tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, nó trở nên an tịnh, nó trở nên định tĩnh, thì các cái tầm bất thiện đấy nó sẽ đi đến diệt vong. Thì đây là một cái cách mà đối trị lại với những cái tâm bất thiện một cách thông thường nhất, một cái cách đơn giản nhất. Đấy là cái người biết cái cách tác ý, là mình biết cách làm chủ cái cách tác ý của mình. Mỗi khi con mắt mình nó thấy một cái cảnh ở bên ngoài, mình cũng thường xuyên phải tác ý chân chánh như vậy, để nó không bị ô nhiễm bởi cái dục tham, bởi mới không bị khởi lên những cái sân hận, hay là nó không khởi lên những cái tà tiến ngu si. Thì đó là những cái tầm liên hệ đến tham sân si nó không sinh khởi. Cũng như vậy, khi mà tai mà nghe thấy một cái âm thanh gì đó, mình cũng phải có một cái tác ý chân chánh như vậy. Thì âm thanh đấy là vô thường, là khổ, là vô ngã, là ô nhiễm, là bất tịnh, thì nó sẽ không khởi lên cái tâm tham ái, tham dục đối với những âm thanh đấy. Nên là khi mình nghe một cái tiếng gì đó nó mà khởi lên sân, thì mình cũng phải tác ý để mà hóa giải. Thì tác ý chân chánh, thì tất cả những cái tác ý chân chánh nó sẽ hóa giải cả tham sân si. Như thế, khi mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm đối với các cái cảnh vật khác, mình cũng luôn luôn phải có cái sự chân chánh tác ý để không có tham ái đối với này, những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc đó, cũng như là không có sân hận, không có si mê tà kiến, không có những cái cấu uế, không có những cái phiền não nó khởi lên. Nhưng còn trong cái lúc mình ngồi thiền thì mắt mình đã nhắm lại, tai mình không nghe âm thanh, mũi ông ngửi hương, lưỡi ông đến vị, thân ông xúc chạm, lúc đấy nó chỉ còn mỗi một cái ý căn, tức là có cái ý thức của mình nó đang hoạt động. Lúc đấy cái ý thức của mình nó hay tưởng tư duy đến những cái cảnh mà nó đã từng thấy, những cái cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc mà nó đã từng thấy ở trước kia, hoặc nó sẽ suy tư và hướng đến những cái cảnh, thì lúc đấy nó là những cái cảnh pháp, tức là ý nó suy nghĩ, nó tiếp xúc với những cái cảnh pháp. Những cảnh pháp là cảnh mà mình đã thấy, đang thấy hoặc sẽ thấy. Có những cái cảnh mà nó đã từng thấy cho nên nó ghi nhớ lại, nhưng mà cũng có những cảnh nó chẳng thấy, nó chưa từng thấy mà nó cũng tưởng tượng ra được, hay là nó mong cầu những cái điều ở tương lai. Thì đấy là cái ý nó suy tư như vậy, nó suy tư đến những cái chuyện ở quá khứ, thì cũng có thể nó suy tư đến những cái sắc đẹp mà nó đã từng thấy ở quá khứ rồi nó sinh lên tham dục. Thì lúc đấy mình cũng phải thay đổi cái tác ý lại bằng cái cách là dùng cái chánh tác ý, cái tác ý chân chánh để đối trị lại những cái tác ý không chân chánh đó, để nó khỏi còn liên hệ đến dục tham sân hận và si mê khởi lên. Cũng có khi là cái ý thức của mình nó lại khởi lên những cái cảnh ở tương lai, mong sao sau này mình sẽ được hưởng những cái cảnh sắc đẹp như thế này, cả ái hấp dẫn thế này, sau này để nó lại nghĩ đến những cái cảnh sau này những cái người này người kia sẽ làm hại mình, rồi là nó khởi lên cái tâm sân hận, giận hờn, tức tối. Thì lúc đấy mình cũng phải thay đổi ngay ở trong cái ý thức đó, cần phải có cái sự điều chỉnh lại cái tác ý đó. Mình biết cách tác ý thì để làm chủ cái tác ý đó, dập tắt ngay những cái tác ý không chân chánh đó, gọi là cái phi như ý tác ý đó, bằng cái sự tác ý chân chánh. Thì với một cái người mà có những cái phiền não nhẹ
nó không có quá là sâu nặng. Cái tâm mà có cái sự thuần thục, có cái sự nhu nhuyễn, dễ uốn nắn, dễ điều phục, thì chỉ cần cái bước thứ nhất này thôi là mình đã làm chủ được tâm rồi. Ngay ở cái bước đầu tiên mình cần áp dụng bằng cái cách này thôi là mình đã có thể đối trị, đã có thể điều phục, đã có thể dập tắt được những cái dục tầm, sân tầm và những cái liên hệ đến tham sân si, đã không làm cho nó sinh khởi rồi. Và vì nó có thể an trú tâm ở trên một cái pháp thiền, và có trú tâm ở đấy vì nó có thể đắc thiền ở trong một cái thời thiền đó. Chính vì vậy cho nên là có những người ngồi thiền rất là nhanh chóng có định, có thể là trong ngay thời thiền ngày đầu tiên, thời thiền đầu tiên người ta đã có được định rồi, và trong một thời gian rất là ngắn, từ 1 ngày đến 7 ngày là người ta đã vào được các cái tầng thiền an chỉ định rồi. Đó là nhờ cái người đó có ít những cái ô nhiễm, ít những cái phiền não, cái phiền não rất là nhẹ, và những cái đó chỉ cần tác ý một cái vậy thôi, chỉ cần suy nghĩ những cái đến những điều chân chánh, là những cái tâm không chân chánh đó nó đã không khởi lên nữa, cho nên là cái tâm nó dễ dàng ni dục, ni các cái bất thiện pháp, và sẵn sàng dễ dàng chứng đắc được các cái tầng thiền, một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, và các cái tầng thiền cao hơn nữa. Cũng nhờ không, cái tâm nó không hướng đến những cái bất thiện này, cho nên nó dễ dàng nhanh chóng chứng đắc được các cái tầng thiền như vậy. Còn đối với một người mà khi mà mình đã thực hành như thế rồi, đã tác ý như thế rồi, nhưng mà những cái tầm liên hệ đến tham sân si nó vẫn khởi lên, thì đây là những cái tâm nó có cái mức độ ô nhiễm cao hơn, thì lại cần phải áp dụng đến những cái mức cao hơn nữa. Đây là ở trong cái bước thứ hai, đến cái bước thứ hai Đức Phật dạy này. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy khi tác ý một tướng khác với tướng kia liên hệ đến thiện, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi nên, thời này chư tỳ kheo ấy cần phải tác ý quan sát các cái nguy hiểm của những tầm ấy. Đây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo. Nhờ quan sát các cái nguy hiểm của những tầm ấy, các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỳ kheo, ví như một người đàn bà hay một người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang sức. Nếu một xác rắn hay xác chó hay xác người được quàng vào cổ, người ấy phải no âu, xấu hổ, ghê tởm. Chư tỳ kheo cũng vậy, nếu vị tỳ kheo ấy nhờ quan sát như vậy, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tinh. Đây là cái cách thứ hai. Nếu như mình thực hành cái cách thứ nhất, đó là mỗi một khi khởi lên một cái tâm bất thiện thì mình tác ý đến một cái tâm thiện để đánh bật cái tâm bất thiện đó ra mà không thành công, chưa làm chủ được tâm bằng cái cách đơn giản dễ dàng ở bước thứ nhất đó, thì áp dụng đến bước thứ hai là mỗi khi một cái tâm liên hệ đến tham dục, một cái tâm nó liên hệ đến sân hận, liên hệ đến tham sân si khởi lên, thì hãy tác ý đến cái sự nguy hại của nó, đến cái sự nguy hiểm của nó. Khi mà nó khởi lên một cái tâm tham dục thôi là mình đã cảm thấy nó ghê tởm, cảm thấy nó ghê sợ, và mình cảm thấy đây là một cái pháp này nó sẽ đưa đến cái tội lỗi, tức là những cái pháp này nó đưa đến làm khổ mình, nó đưa đến cái sự làm khổ người, nó đưa đến cái sự làm khổ cả hai. Tức là cũng vì tham dục và vì tham cho nên con người ta tranh giành nhau, tranh chấp lẫn nhau. Vua tranh chấp với vua, đại thần tranh chấp với đại thần, dân tranh chấp với những người dân, cha tranh chấp với con tranh chấp với cha, anh em tranh chấp với nhau, rồi là họ cạnh tranh nhau, gì là họ dùng binh đao, họ có thể chiến đấu với nhau, tranh giành giành giật với nhau, cũng vì cái dục tham mà ra, cũng vì cái sân hận này ra, cũng vì cái si mê mà ra. Thì khi mà mình tác ý đến những cái pháp bất thiện như vậy, mình biết là những cái bất thiện này sẽ đưa đến những cái quả báo khổ đau ở hiện tại, và nó cũng sẽ đưa đến cái quả báo ở tương lai. Cũng vì cái tham dục này mà một cái chúng sinh chết, phải đọa vào địa ngục làm ngã quỷ, làm súc sinh.
rồi là bao nhiêu những cái rủi ro bất hạnh, những cái tai họa trên cuộc đời đều là do cái quả báo của những cái nghiệp bất thiện, do những cái tâm bất thiện làm chủ mà sinh ra những nghiệp bất thiện, rồi sinh ra những cái quả báo khổ đau. Nhờ suy sư, nhờ cái sự tác ý, nhờ cái sự suy tư đến những cái hậu quả của những cái tâm bất thiện đó, thì những cái tâm bất thiện đó nó cũng có thể diệt vong. Đấy, mỗi khi mình khởi lên một cái tâm tham dục, mình cảm thấy nó ghê gớm như vậy, hay là khởi lên một cái tâm sân hận cũng thế. Khi mà cái tâm sân hận này nó sẽ thiêu đốt mình, làm cho cái mình khởi lên cái tâm sân hận, mà cái người mà mình đang sân hận đấy, người ta chẳng biết gì cả, người ta chẳng khổ đau gì cả, nhưng mà mình đang chất chứa cái tâm sân hận này, cũng giống như là một cái người mình đang trong cái bàn tay của mình nắm một cái cục than hồng ấy. Thì mình nắm cái cục than hồng thì tự mình bị cháy bỏng trước, chứ cái người mà mình đang tức tối bực bội sân si với họ ấy, họ chẳng sao hết, họ không có vấn đề gì, mà cái tay mình nắm nửa hồng thì nó sẽ tự thiêu đốt mình như vậy, vì mình chất chứa cái tâm sân hận ở trong, cho nên là mình tự khổ đau. Như cái người chất chứa nửa trong lòng mình, như người chất chứa cái thuốc độc ở bên trong mình, thì tự mình bị nguy hiểm, tự mình nguy hại. Đây là một cái sự quan sát như thế, quan sát đến cái sự nguy hiểm, đến cái sự nguy hại của những cái tầm bất thiện, thì những cái tầm bất thiện đó cũng sẽ đi đến diệt trừ. Đây là một cái cách tác ý thứ hai. Như là một cái người tính tánh ưa trong sạch, mà tự nhiên phải quàng lên trên cổ mình những cái xác rắn, xác chó hay là xác người chết, thì cái điều đó là ghê tởm, cái điều đó là đáng xấu hổ, đáng ghê sợ. Như vậy thì một cái người đó có cái sự suy nghĩ, có cái sự tác ý, là một cái ví dụ, cái người đó là một cái người tu tập chẳng hạn, thì cái người đó sẽ suy nghĩ ta là một cái người tu hành, ta là một cái vị tỳ kheo, ta là một cái người con Phật, và phải đi theo cái con đường thanh tịnh, đi đến giải thoát, đi đến cái sự chứng ngộ niết bàn, đi đến cái con đường cao thượng giống như Đức Phật. Thế mà mình để cho những cái tâm bất thiện này nó ngự trị, nó an trú, nó sinh khởi, thì cái điều đó mình cảm thấy ghê tởm, cảm thấy ghê sợ, cảm thấy như là một cái gì đó nó không xứng đáng, nó làm cho mình tự cảm thấy biết hổ thẹn, cảm thấy ghê sợ, tội lỗi. Thì đây là cái người mà mình có cái tâm tàm quý nó mạnh, cái người có cái tâm tàm là biết hổ thẹn với lại ngay những cái tư duy bất thiện ở bên trong mình. Không những là mình hổ thẹn với những cái nỗi nầm mà nó phát ra thành hành động, nó phát ra thành lời nói, mà mình còn hổ thẹn ngay cả những cái suy nghĩ nó vừa mới khởi lên. Do cái người mà biết xấu hổ với những cái tâm bất thiện ngay khi nó vừa mới khởi lên ấy, thì cái người đấy mới có được cái tâm tàm quý nó mạnh. Cái người có cái tâm tàm quý mà yếu ấy, thì nó chỉ xấu hổ với những cái tội lỗi nó phát sinh ra thành hành động, thành lời nói. Mình biết là mình có cái hành động không xứng đáng, có cái lời nói không xứng đáng, hoặc là có cái người nào đó chỉ những cái nỗi nầm đấy cho mình, rồi mình mới cảm thấy điều đó là xấu hổ, điều đó là đáng ghê sợ. Nhưng mà cũng có người có cái tàm quý nó rất là mạnh, cái tâm biết hổ thẹn, biết ghê sợ những cái nỗi nầm nó rất là mạnh, thì ngay khi mà trong nội tâm mình nó khởi lên một cái niệm tham dục thôi, thì lúc đấy mình cũng đã cảm thấy là cái điều này không xứng đáng, cái điều này là xấu xa, cái suy nghĩ này, cái tư tưởng này, cái tâm lý này là rất là ô nhiễm, là bất tịnh, cần phải đoạn trừ, cần phải loại bỏ nó, xong là tác ý đến cái sự nguy hại, đến cái sự nguy hiểm của nó. Thì dần dần những cái tàm quý đấy nó sẽ mạnh dần lên, và lúc ấy mình sẽ đánh bật được những cái dục tầm, hay là khởi lên một cái sân tầm cũng vậy. Cái tâm nó chuyển hướng đến một cái cảnh gì đấy, mình khởi lên cái sân, thì tự nhiên là cái tâm tàm quý hổ thẹn mà gây sợ những cái nỗi nầm đó nó khởi lên, thì nó cũng hết. Khởi lên bất cứ một cái tà kiến, một cái ngã mạn, một cái hiểm hận gì, một cái não hại gì nó khởi lên cũng thế. Thì tất cả những cái tâm bất thiện nào nó vừa mới nhén khởi lên một chút thôi, và mình đã có cái tâm tàm, tâm quý để chặn đứng nó lại ngay ở trong ý thức, trong nội tâm ấy. Thì cứ cái tâm đấy nó cứ được phát triển dần dần, thì cái nội tâm của mình là dần dần nó sẽ được thanh tịnh, và cái người đấy sẽ trú ở trên cái pháp thiền được liên tục,
Và cái sự thực hành thiền sẽ không bao lâu sẽ đi đến nhất tâm, không bao lâu sẽ đạt được định tinh và sẽ nhanh chóng chứng đắc được các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng nhờ có vậy mà có thể sinh khởi nên được. Thì đấy cũng là một cái cách thứ hai mà Đức Phật dạy, là một cái người muốn đoạn trừ được những cái bất thiện dầm, những cái tâm bất thiện thuộc về dục giới đó, làm cho nó không sinh khởi nên, thì phải luôn luôn tác ý đến cái sự nguy hiểm, cái sự nguy hại của những cái bất thiện tập. Rồi đến cái bước thứ ba, Đức Phật cũng có những người thực hành như thế này là đã làm chủ được cái tâm rồi, và những cái tâm và những cái triển cái, những cái bất thiện tầm nó không sinh khởi lên nữa. Nhưng cũng có những người thì những cái ô nhiễm nó sẽ nặng hơn, và mình đã thực hành như thế này, mình đã cố gắng nỗ lực thực hành theo cái bước thứ nhất đến cái bước thứ hai này rồi, cũng chưa chắc đã có kết quả, bởi vì những cái tâm bất thiện nó lại còn mạnh mẽ hơn, khiến cho mình không làm chủ được, khiến cho mình có suy xét như vậy, có thực hành như vậy, nhưng mà nó vẫn sinh khởi dục tham sân hận, và những cái não hại nó vẫn cứ tiếp tục khởi lên, những cái tâm bất thiện nó vẫn khởi lên. Thì Đức Phật dạy đến bước thứ ba là: chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời này chư tỳ kheo ấy cần phải ức niệm không tác ý đến những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, cần phải không ức niệm, không tác ý đến tầm ấy. Các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Chư tỳ kheo, ví như một người có mắt không muốn thấy các cái sắc pháp nằm trong tầm mắt của mình. Người ấy nhắm mắt lại hay ngó qua một bên, chư tỳ kheo cũng vậy. Nếu tỳ kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý thì, như vậy được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Đây là cái bước thứ ba mà Đức Phật dạy. Thì cái bước này nó hoàn toàn là nằm ở trong cái sự thu thúc các căn. Là một cái người vì đôi khi một cái người mà không biết thu thúc các căn, mình cứ để cho các căn nó đắm nhiễm đối với các cảnh trần, do nó có cái sự tiếp xúc với những cái cảnh mà khả ái hấp dẫn đấy quá nhiều thì tham dục nó mới khởi lên, hay là do các cái căn nó tiếp xúc với những cái cảnh chướng ngại, do mình tiếp xúc với những cái cảnh không ưu như ý, trái ý nghịch lòng nhiều quá, thì những cái tâm sân hận liên hệ đến dục tham sân hận, não hại nó mới khởi lên. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần nó là buông bỏ nó, hay là chế ngự những các cái căn này, đừng để cho nó tiếp xúc với những cái cảnh khiến cho những cái tham dục hay sân hận này, tham sân si này nó khởi lên nữa. Thì đấy là cái cách làm chủ tâm. Cho nên Đức Phật dạy là vị ấy không ức niệm. Không ức niệm tức là mình không có nhớ nghĩ. Là khi mà mình nhớ nghĩ đến một cái gì đó không chân chánh, khiến cho tham dục nó khởi lên, cho sân hận nó khởi lên, thì bây giờ mình buông bỏ nó đi. Thì cái người này thứ nhất là phải có một cái tâm buông xả, buông xả mạnh. Có những cái cảnh mà mình đã gặp từ lâu lắm rồi, mình tiếp xúc từ lâu lắm rồi, nhưng nó cứ níu luyến ở trong lòng ấy. Gặp một cái người nào đó mà mình cảm thấy nó vừa lòng, mình cảm thấy cái người này là cái người mà mình yêu quý, quý mến, rồi đến khi mà đã chia tay rồi, đã xa cách rồi, một ngày, hai ngày rồi, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm rồi mà vẫn cứ còn tương tư tưởng nhớ, vẫn vương thương tình đấy. Thì chính vì vậy cho nên là tham dục nó khởi lên, rồi là không được thỏa mãn cái tham dục đấy, rồi sân hận nó khởi lên, không được thỏa mãn cái lòng mong cầu đó. Thì đấy là cái còn là mình do mình ức niệm, tức là do mình còn thương nhớ, còn vấn vương, còn lưu luyến, còn ghi nhớ cái cảnh đó, cho nên là nó còn khởi lên những cái tầm liên hệ đến những cái pháp bất thiện đó. Thì bây giờ cái cách mà đối trị nó là buông nó đi, xả nó đi. Cái gì nó quá khứ, nó là quá khứ rồi, đừng có quá khứ, đừng có truy tìm nữa, đừng có hướng về đi tìm những cái đã qua nữa, những cái kỷ niệm xa xưa nữa. Đôi khi là những cái kỷ niệm rồi nó gợi nhớ đến những cái cảnh đối cảnh sinh tình mà. Có thể là mình nhìn vào một cái vật kỷ niệm nào đấy đã từng trao cho nhau, tặng cho nhau cái này cái kia, mỗi khi nhìn vào cái vật kỷ niệm ấy nhớ đến người xưa, nhớ đến cái cảnh xưa,
rồi nó cứ vậy, nó lưu luyến. Có khi người kia đã chết rồi, đi tái sinh làm cái loài này loài khác rồi, mà cái người còn sống vẫn ngày đêm thương nhớ, vẫn cứ vấn vương, vẫn cứ khóc than, vẫn cứ mong được gặp nạn. Thì đấy nó là cái ức niệm của mình, đấy nó là cái hoài niệm của mình, đấy nó là cái sự vấn vương của mình. Thì những cái tâm đấy, nó là cái tâm si mê, nó là cái tâm tà kiến, thì mình cần phải dứt bỏ nó đi, cần phải buông xả nó đi. Thì đó là không ức niệm, không nhớ nghĩ đến cái cảnh quá khứ nữa. Khi mình cứ nhớ những cái cảnh quá khứ, nó nên là mình ngồi thiền mà tâm nó cứ hó tưởng, nó cứ vọng tưởng, nó nhớ đến những cái ngày đã qua, những cái tháng năm qua, bao nhiêu là người thương, người nhớ đang chờ đợi. Rồi hay là những cái tâm sân hận ấy, có ai đó đã nói xúc phạm mình một câu, đã đánh mình một cái, hay là đã làm một cái gì đó tổn hại đến thân thể, tổn hại đến danh dự của mình, đã làm tự ái của mình, đã làm cho mình bị tổn thương về tinh thần hay là về cái thân thể này. Mà cái điều đó có thể nó đã trải qua một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm rồi, mà bây giờ ngồi tâm nó cứ còn nhớ đến những cái cảnh đấy, mà nó cứ khởi lên cái bực bội, khởi lên cái ác ý, khởi lên cái sân hận, khởi lên cái não hại, ta phải trả thù, ta phải ức chế, ta phải gặp cái người này để ta... tức là bao nhiêu những cái tâm bất thiện nó cũng khởi lên do mình ức niệm, do mình còn nhớ lại những cái cảnh nó đã qua, đã diễn ra từ lâu lắm rồi, do mình không buông xả được, cho nên là những cái oan trái, những cái hận thù, những cái não hại, những cái tâm sân hận đấy nó cứ khởi lên hoài như vậy. Thì đấy là cái người không biết buông xả, không biết buông bỏ. Vậy thì bây giờ cái người đấy cần phải buông bỏ ngay, cần phải cắt đứt ngay quá khứ, không truy tìm nữa, không vọng tưởng nữa, không có hướng đến cái quá khứ nữa. Quá khứ đã qua rồi, quá khứ là dĩ vãng rồi. Quá khứ nó giống như là một cái người đã trong một cái giấc mơ, mơ đến cái cảnh này cảnh kia, mà đến khi dậy vẫn còn vẫn vương thương nhớ những cảnh ở trong mơ. Thì cái điều đó là hão huyền, là giả tạm, là không có chân thật. Thì một cái người cũng phải thế, mình thấy những cái cảnh quá khứ là cái không bao giờ nó trở lại nữa, nó cũng giống như là trong mơ vậy, mình có thể buông nó đi, bỏ nó đi, xả nó đi, chấm dứt nó, không để tương tư vấn vương tương nhớ đến nó nữa. Cái gì, những cái nguyên nhân gì khiến cho mình cứ vấn vương về quá khứ thì mình hãy buông nó đi, vứt nó đi. Bao nhiêu là những cái cảnh gì đó, bao nhiêu những bức thư tình gì đó mà mình còn ấp ủ, thế giờ đốt nó đi là nó hết, nó không còn nhớ lại cái cảnh đó nữa. Hay là bất cứ một cái nỗi đau lòng nào đó mà mình còn nhớ đến cái cảnh sân hận nào đấy, thì bây giờ mình cũng phải buông nó đi, đừng nhìn vào cái cảnh đấy nữa. Thì những cái sân hận nó không khởi lên, đấy là tham dục và sân hận nó khởi lên do một cái người quá là chấp vào những cái đã qua, những cái mà nó đã diễn ra từ lâu rồi. Ngay chỉ một cái mà nó đã diễn ra từ ngày hôm qua thôi, thì đến ngày hôm nay mình cũng đã phải buông rồi. Nó diễn ra một cái khoảnh khắc trước thì đến khoảnh khắc sau mình cũng đã phải buông rồi. Thế nên một cái người mà có cái trí tuệ, mình phải hiểu là ngay một cái sát na trước nó sinh lên nó đã diệt đi rồi, một cái sát na sau nó không còn là sát na trước nữa. Cái ta của ngày hôm qua nó không còn là cái ta của ngày hôm nay nữa, và cái ta của ngày mai nó không còn là cái ta của ngày hôm nay. Cái thân và cái tâm của mình nó sinh diệt trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na như vậy. Cho nên là một cái người vô minh, một cái người có cái tham ái, có cái ảo tưởng, có cái chấp trước nhiều, nên là cứ chấp trước, cứ bị trói vào những cái tưởng về quá khứ tương lai đó, cho nên là mới sinh ra những cái phiền não, những cái não hại đấy. Nên là một cái người mà đang nỗ lực thực hành thiền ấy, cũng giống như là một cái cây củi. Nếu như mà cái cây củi đấy mà nó nhúng ở trong nước, chìm ở trong nước, thì nó không thể nào mà mang đi đốt, nó không thể nào bốc cháy được. Vì vậy nên là cần phải vớt nó lên đến một cái nơi khô ráo để nó không bị nhiễm vào nước nữa, thì lúc đấy mới có thể đốt, nó mới có thể bốc cháy thay nên lửa được. Cũng như vậy, một cái người mà mình sống ở trong cái cảnh dục, ở một cái cảnh đấy nó đầy rẫy những phiền não, những cái tham dục, như là một cái người sống giữa cái cảnh thế gian, cái đời sống ở tại gia nó rất là nhiều những cái tham dục về tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, vô số những cái cảnh dục nó tràn ngập, hay là những cái cảnh sân hận, chướng ngại, do mình không đạt được cái này cái kia nên bực bội, tức tối, phiền não. Vì vậy cho nên là một cái người sống giữa ở cái cảnh thế gian trần tục rất là khó để tu tập.
nên cái đời sống tu tập nó phù hợp với một cái người phải sống độc cư, phải sống viễn ly, phải sống ở cái nơi thanh vắng yên tĩnh, như ở trong rừng núi, ở nơi cao nguyên, ở trong hang động, ở những cái nơi nào mà nó ít những cái ô nhiễm trần tục ở thế gian. Thì nó giống như là một cái cây củi nằm ở dưới nước không đốt cháy được, phải vớt nó lên bờ, đặt nó ở cái nơi khô ráo. Nhưng mà nếu như cái cây củi đấy, mặc dù mình đã vớt nó lên khỏi nước rồi, mình đặt nó đến một cái chỗ khô ráo rồi, nhưng mà bên trong nó vẫn còn ngấm nước. Tức là bên ngoài thì nó khô ráo, nhưng mà bên trong nó chưa khô ráo, bên trong nó vẫn còn ướt sũng. Thì lúc đấy mình có châm lửa đốt nó cũng không cháy. Cũng như vậy, nếu như mà một cái người mình đã ra khỏi cái đời sống thế tục, mình đã đi đến một cái nơi thanh tịnh, mình đã sống độc cư, mình đã sống ở cái nơi thanh vắng, đã yên tĩnh, không còn những cái cảnh khả ái hấp dẫn hay những cái cảnh trái ý nghịch lòng nữa, mà cái môi trường đã thanh tịnh rồi, nhưng cái tâm nó chưa thanh tịnh, do mình còn ức niệm, mình còn nhớ nghĩ đến những cái cảnh dục mà mình đã từng trải qua, những cái cảnh sân hận mà mình đã từng trải qua, những cái chuyện vui buồn mà mình đã từng trải qua. Đấy là mình còn lưu luyến, mình còn thương tưởng nhớ đến những cái cảnh đấy. Thì cái điều đó nó cũng giống như là một cái cây củi mình đã vớt lên khỏi nước rồi, nhưng mà nó vẫn còn ướt sũng, cái nước nó còn ứ động ở bên trong. Cũng như vậy, mình đã ra khỏi cái cảnh trần tục rồi mà mình không buông xả được cái trần tục đấy, mà mình cứ còn đem cái cảnh trần tục đấy đến cái môi trường thanh tịnh, thì mình cũng không đạt được những cái pháp thanh tịnh, không đạt được những cái pháp thượng nhân, mình không thành tựu được những cái pháp thiền, ni dục, ni tham. Thế nên là phải buông bỏ nó, cần phải dứt bỏ nó, không lưu luyến, không tưởng nhớ, không có nhớ nghĩ ức niệm lại những cái cảnh đấy nữa. Thì đấy là cái cách thứ ba mà Đức Phật dạy, là không ức niệm, tức là không nhớ đến nó nữa, không nghĩ đến nó nữa. Cái chuyện quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến, đừng nghĩ nó. Thì cái này cũng như là một cái người đấy, như là một cái người mình nhắm mắt lại, không nhìn những cái cảnh vật khác. Hay là đôi khi mỗi khi mà mình phải tiếp xúc với một cái cảnh gì đó, mình biết là cái cảnh này nó sẽ khiến cho mình khởi lên tham dục, thì mình cần phải làm nơ nó đi, mình đừng có mắt, mình đừng có nhìn vào cái cảnh đấy nữa, tai mình đừng có nghe những cái âm thanh đấy nữa. Hay là mình thấy là tiếp xúc với người này là sân hận của mình sẽ khởi lên, mỗi một cái lời nói, mỗi cái hành động của người này đều khiến cho mình tức tối, bực bội, đều khiến cho mình sân si, khó chịu, thì đừng có tiếp xúc với người đó, đừng có nói chuyện với người đó, đừng có nhìn người đó, nên tránh người đó đi. Hay là tiếp xúc với người này mình sẽ khinh lên tham ái, khinh lên ái luyến, thì mình cũng đừng có tiếp xúc với người đó nữa, hãy tránh xa cái người đó ra. Thì đấy là một cái cách làm cho những cái dục tham sân hận, những cái phiền não này, những ô nhiễm này nó không sinh khởi lên nữa. Nhờ vậy mà khi mình ngồi thiền, nó tâm nó được an tĩnh, được định tĩnh và nhất tâm, và mình có thể chứng đắc được những cái pháp thiền. Đó là cái pháp thứ ba mà Đức Phật dạy, là không ức niệm, không nhớ nghĩ đến những cảnh nó đã qua, để nó không, những cái tầm liên hệ đến bất thiện nó không khởi lên. Có những cái người thực hành cái cách này sẽ thành công, nhưng mà cũng có người đã đến thực hành đến những cách này rồi mà nó vẫn không thành công, thì lại phải thực hành đến bước thứ tư. Thì Đức Phật dạy là chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, chư tỳ kheo chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy. Nhờ tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến tham, liên hệ đến sân si được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người đang đi mau, vì ấy suy nghĩ tại sao ta lại đi mau, ta hãy đi chậm lại. Trong khi đi chậm, người ấy suy nghĩ tại sao ta lại đi chậm, ta hãy dừng lại. Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ tại sao ta dừng lại, ta hãy ngồi xuống. Trong khi ngồi xuống, vị ấy suy nghĩ tại sao ta ngồi, ta hãy nằm xuống. Chư tỳ kheo, như vậy người ấy từ bỏ dần các cái cử chỉ thô cứng nhất và làm theo các cái cử chỉ tế nhị nhất. Chư tỳ kheo cũng vậy, tỳ kheo ấy tác ý như trên thì tâm sẽ được an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Đây là cái bước thứ tư. Đức Phật dạy rằng ở cái bước thứ tư này, vị ấy cần phải tác ý đến hành tướng của các tầm và sự an trú của các cái tầm ấy. Đến cái hành tướng của các tầm và sự an trú các tầm ở đây, nó có nghĩa là mình dùng cái trí tuệ
bà dùng cái sự nhất tâm để đối trị lại với những cái bất thiện tâm này, tác ý đến hành tướng. Hành tướng ở đây là ý muốn nói là tất cả các cái tâm hành ấy, các cái tướng của các cái tâm. Ví dụ như là mình thấy là cái tâm thì nó luôn luôn có một cái tướng, nó là nó sinh lên và nó sẽ diệt đi. Luôn luôn mình tác ý như thế, cái gì nó cũng có cái sự sinh lên và nó cũng sẽ có cái sự diệt đi, chứ nó không có cái gì nó tồn tại mãi cả. Nhưng mà như khi mình thấy một cái dục tầm nó khởi lên thì mình biết ngay là dục tầm này nó là vô thường. Nếu như là một cái người mà còn là một cái phàm phu, hay là một cái người mà chưa đoạn trừ được những cái tâm bất thiện này, thì đôi khi nó khởi lên, nhưng mà cái gì nó cũng thế, nó có sinh thì nó sẽ có diệt, nên là nó sinh lên rồi nó sẽ diệt đi mà thôi. Lúc ấy mình chỉ cần tác ý tại sao ta lại khởi lên cái tâm này, cái tâm này là ô nhiễm, tâm này là bất thiện, hay là cái tâm này nó là vô thường, có sinh thì nó sẽ có diệt, rồi nó dần dần cái tâm đó nó sẽ lắng xuống. Và mình cũng phải biết rằng là mọi cái nó không có một cái gì là nó sẽ tồn tại mãi mãi vĩnh hằng được. Cái gì rồi nó sinh lên nó cũng sẽ diệt đi. Có những cái nó cũng giống như là những cái bệnh ở trên thân, thì những cái tâm phiền não này nó cũng là một cái bệnh của tâm. Mình phải biết là khi mà mình có một cái bệnh gì đó trên thân ý, thì mình cũng phải biết rằng là đây là một cái bệnh trên thân, nó đang sinh khởi lên, nhưng rồi nó sẽ lành lại theo năm tháng. Đôi khi vì cái bệnh đó là một cái bệnh nhẹ ấy, thì mình chỉ cần uống thuốc một lần thôi là nó sẽ khỏi ngay. Có thể bệnh nặng hơn mình phải uống đến 2 liều thuốc, bệnh nặng hơn nữa uống 3-4 liều thuốc, rồi cuối cùng thì bệnh nó cũng khỏi thôi. Không khỏi thì cuối cùng thì bệnh nặng quá thì mình phải chấp nhận chết mà thôi. Còn thường thường bệnh gì thì cuối cùng nó cũng sẽ khỏi, và mình phải yên tâm về cái điều đó. Bệnh nặng thì uống thuốc lâu hơn, bệnh nhẹ thì uống thuốc nhanh hơn. Vì vậy nên là nếu như cái bệnh về tâm cũng thế, các cái ô nhiễm, các cái phiền não này, mình biết là nó đã được tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái thân này thì nó chỉ có một đời một kiếp này thôi, nhưng cái tâm này của mình, những cái dục tham mình đã chìm đắm trong đấy muôn đời vạn kiếp rồi, sân hận và những cái tà kiến nó mình đã chìm đắm trong đấy nhiều đời nhiều kiếp, nó trở thành một cái bệnh lâu ngày, lâu tháng, lâu năm rồi. Thì bây giờ mình cần phải uống thuốc lâu hơn, dài hơn, nhiều hơn. Thì vậy nên là hôm nay nó chưa khỏi thì dần dần mai nó khỏi, thì nó sẽ khỏi dần dần. Cứ mỗi ngày mình tác ý đến những cái thiện một chút, rồi dần dần cái thiện đấy nó sẽ mạnh lên, rồi những cái tâm bất thiện nó sẽ yếu đi dần dần. Chứ đừng có nôn nóng, đừng có căng thẳng, đừng có ức chế, đừng có thất vọng. Nếu như mình cảm thấy chưa làm chủ được cái tâm, chưa đối trị được cái tâm, thì cứ kham nhẫn, cứ kiên trì, cứ cố gắng, cứ nỗ lực ngày qua tháng lại, bằng cái cách là tiếp tục ngồi thiền, cứ ngồi thiền, cố gắng ngồi thiền, cứ an trú ở đó, cứ an trú ở trên cái hơi thở vào ra, cứ quán bất tịnh nhiều thì tham dục dần dần nó sẽ yếu đi, cứ quán lòng từ bi hỷ xả nhiều thì dần dần những cái tâm liên hệ đến sân, liên hệ đến não hại nó sẽ dần dần nó sẽ yếu đi mà thôi. Đấy là cứ nỗ lực cố gắng hàng ngày. Hôm nay ta sẽ ngồi thiền được 8 tiếng, ngày mai ta sẽ ngồi 10 tiếng, ngày mốt ngồi 12 tiếng. Cứ trải qua ngày, một ngày không thành công thì 10 ngày, một năm không thành công thì 10 năm. Rồi cứ thế mà thực hành, không có được nản lòng. Tức là cứ phải thực hành như thế, giống như là một cái người có bệnh ấy, đừng có nản lòng. Một cái ngày nào đó mình còn bệnh thì cứ còn uống thuốc. Cũng như vậy, một ngày nào đó mình còn phiền não thì cứ còn tu tập, cứ còn tiếp tục nỗ lực thực hành thiền. Rồi cái sự nỗ lực, cái công phu của mình bỏ ra không bao giờ là uổng phí cả. Sớm muộn gì nó cũng hết mà thôi. Chứ mình không được so sánh, mình nghĩ tại sao cái người kia tu tập nó nhanh thế, một ngày hai ngày người ta đã đắc tiền đắc định rồi, một tuần hai tuần ta đắc tiền đắc định, mà tại sao có cái người này tu lâu thế, một năm hai năm, một tháng hai tháng, hoặc là trải qua rất nhiều năm nhiều tháng vẫn chưa thành công. Thì đó chẳng qua là cái người có bệnh nhẹ thì người ta chữa nó nhanh hơn, người có bệnh nặng thì phải chữa lâu hơn. Cái điều đó mình cần phải chấp nhận như thế. Thì mình tác ý như thế, tức là mình sẽ đối trị nó mỗi dần dần, mỗi ngày đối trị nó một tí, một chút, một xíu. Giống như là một cái người đang đi nhanh thì người ta tác ý tại sao ta lại đi nhanh, ta hãy đi chậm đã. Tức là không nghĩ là tại sao hôm nay ta lại khởi lên những cái dục tham sân hận này nhiều thế, giảm bớt nó đi một tí, hôm nay sẽ giảm bớt nó đi một tí, ngày mai giảm bớt nó đi một tí, tại sao ta lại đi nhanh, ta hãy đứng lại.
Tại sao ta đứng lại, ta hay ngồi xuống? Tại sao ta hay ngồi, ta hay nằm xuống? Thì đấy là, tức là cái người đấy đối trị lại một cách dần dần, đối trị lại những cái pháp bất thiện tâm đó, những cái tâm bất thiện đó dần dần, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Tại sao hôm nay ta lại sẽ chú tâm được 5 phút, 10 phút thì dần dần mai ta sẽ chánh niệm liên tục được 10 phút, 20 phút liên tục trong cái khoảng thời gian đấy, những cái bất thiện tâm không sự khởi lên. Rồi dần dần ngày mai ta sẽ tăng lên 30 phút, tăng lên 1 tiếng, tăng lên 2 tiếng, tăng lên 3 tiếng. Cứ dần dần như vậy. Thì cái sự tiến bộ nó sẽ phải tăng trưởng lên dần dần, mỗi ngày một chút. Và nhờ thực hành vậy, giống như là mình trồng một cái cây, cứ mỗi ngày nó sẽ lớn lên một chút, mỗi ngày nó sẽ tăng trưởng lên một chút. Chứ mình không được khởi lên cái ý là hôm nay ta trồng cây, ta ép cái cây này là phải trưởng thành ngay, phải ra hoa ngay, phải có cái phải kết trái ngay. Mình không được ép như thế. Cái sự thực hành cũng như thế. Mình cứ chăm chỉ vun bồi cho cái chánh niệm của mình, cứ mỗi ngày nó sẽ tăng trưởng lên một chút. Thì mỗi ngày những cái tà niệm, những cái tạp niệm nó sẽ vơi bớt đi một chút. Rồi dần dần những cái tạp niệm đó nó cũng sẽ hết đi. Giống như là cái người mà đi giặt một cái đồ dùng ấy, là mình giặt một cái y áo. Cái người nào mà có cái y áo nó có cái ô nhiễm ít, có cái độ nhơ uế nó ít, thì người đó chỉ rũa qua một cái là nó sạch. Nhưng mà cũng có những người có cái y áo đó nó ô nhiễm lâu ngày, lâu tháng, lâu năm rồi mình không giặt, bây giờ mình mới mang ra mình giặt, thì mình sẽ phải trải qua một cái thời gian dài hơn, lâu hơn, cái công phu của mình nó cần phải nhiều hơn, thì mình mới có thể tẩy trừ, mới có thể mà gột rửa, mới có thể làm sạch được cái y phục đấy, cái đồ dùng, cái dụng cụ đấy. Thì bất cứ cái gì cũng vậy. Còn một người, người ta chăm chỉ, người ta thường xuyên lau chùi những cái đồ đạc người ta, cho nên là bây giờ cái đồ đạc đó người ta đem ra, người ta chỉ cần phủi qua một cái là nó đã trong sáng rồi. Như vậy cái người này đời nào kiếp nào người ta cũng tu tập rồi, cho nên là đời này người ta chỉ cần dụng công một cái là người ta thành tựu ngay. Nhưng cũng có người mình đã ấp ủ hàng nhiều đời nhiều kiếp quá rồi, mình không có, mình chưa có tẩy trừ những cái cấu uế đó ở trong tâm, bây giờ mình mới bắt đầu công phu thì mình cần phải mất nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều tháng, nhiều năm hơn thì mình mới có thể tẩy trừ, làm cho những cấu uế đó nó giảm bớt đi được. Vậy thì đấy là cái cách là người đó tiếp tục nỗ lực thực hành thiền chỉ quán, cứ tiếp tục thực hành gọi là an trú. Đức Phật dạy là cần vị ấy cần phải tác ý đến hành tướng của các tầm, tức là mình biết được những cái bất thiện tầm đấy nó ở cái mức độ mạnh hay yếu khác nhau như vậy, và mình cứ an trú các cái tầm ấy, và cứ tiếp tục mình an trú tâm vào một cái đề mục thiền và cứ duy trì như vậy, thì mỗi ngày nó sẽ tiến bộ dần dần, như một cái con gà nó ấp trứng vậy, nó không được khởi lên cái ý nào mong rằng hôm nay những đứa con của ta nó phải phá vỏ nó ra, hoặc là nó nôn nóng quá thì nó mổ vào cái quả trứng ấy xem là con ta sao nâu ra thế. Thì nó càng làm như thế thì nó càng hỏng mất trứng, nó ung mất trứng, nó thối mất trứng, con nó không nở được. Như vậy mình mà cứ nghĩ là hôm nay ta phải đắc tiền, hôm nay ta phải thành cái này, cái công cái kia, thì lúc đấy mình tự mình lại làm hỏng mất cái tâm định của mình. Mà mình cứ duy trì cái sự chánh niệm đấy một cách thản nhiên, tự tại thì dần dần mình lại thành công. Và nếu mình mà cứ nôn nóng, bực bội, khó chịu thì nó lại càng ngày nó sẽ càng kém đi. Cái cách thứ tư là cứ tiếp tục nỗ lực tinh tấn, cố gắng thực hành thiền chỉ quán, tức là thực hành bằng cái hai pháp, một là mình chuyên tâm vào pháp thiền tuệ, hai là chuyên tâm vào thiền định, và cứ kiên trì, kiên nhẫn, tinh tấn, cố gắng thực hành trải qua ngày tháng năm, thì nhờ sự nỗ lực tinh tấn thực hành cái pháp thiền chỉ quán đó thì những cái tâm bất thiện đó mỗi ngày nó sẽ yếu đi, nó sẽ diệt trừ đi, và dần dần mình sẽ đạt được sự nhất tâm. Có những người mình đã thực hành như vậy rồi, nhưng mà nếu mà vẫn không thành tựu, vẫn không thành công, trải qua một thời gian dài vẫn chưa đắc được sự nhất tâm, thì lúc này Đức Phật dạy đến cái bước thứ năm, cái cách thứ năm này. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng của các tầm và sự an trú của các tầm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến tham sân si vẫn khởi lên, thời chư tỳ kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, lấy tâm nhiếp phục tâm, lấy tâm đánh bại tâm, nhờ nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, lấy tâm nhiếp phục tâm, lấy tâm đánh bại tâm, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục,
liên hệ đến sân si được trừ diệt, đi đến diệt vong, được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tính. Ví như một người nực sĩ nắm đầu một người ốm yếu, hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, đánh bại. Chư tỷ kheo cũng vậy, tỷ kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm, sự an trú các tầm ấy, các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi nên. Thời chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy cần phải nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến tham, liên hệ đến sân si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tính. Đây là đến cái bước cuối cùng, đến một cái cách mà không còn cái cách nào đối trị nữa. Thì đến cái bước này là một cái bước mà Đức Phật dạy, và cái cách này gọi là phải có một cái sự quyết liệt cao, là phải thực hành những cái pháp có cái sự khổ hạnh cao hơn một chút. Nhất là đối với cái người nào mà thực hành được những cái pháp như là những cái hạnh đầu đà. Đấy, quan trọng nhất là nếu như mình thực hành được những cái hạnh giống như là có phải có một chút khổ hạnh một tí, phải có đầu đà một chút. Như là một cái người đấy cảm thấy tham dục nó sinh khởi quá nhiều, dù mình đã thực hành quá nhiều cách rồi, thì lúc đấy để đối trị lại bằng cái cách đó là hạn chế tối đa cái việc ăn ngủ, ăn ít lại một chút, ngủ ít lại một chút, thực hành nhiều hơn một chút. Thì đấy là cái cách đối trị. Hoặc là đối trị lại với cái tâm sân bằng cái cách là mình ở trong rừng, ở mình không có sống ngoài, không tiếp xúc nhiều, tức là sống độc cư, một cái cách độc cư tối đa nhất, sống ở cái nơi nào mà yên tĩnh vắng vẻ, ít hạn chế tiếp xúc nhất. Thì đấy là có nhiều cái cách để đối trị lại. Có thể là mình ra sống ngay ở ngoài nghĩa địa, ngoài quán tử thi, hoặc là sống ở dưới gốc cây, hoặc là mặc y phấn tảo, nhặt những cái vải ở ngoài tha ma, ở ngoài đống rác đó để may y, hạnh thực hành những cái hạnh đầu đà, hoặc là thực hành cái hạnh ngồi, ngủ ngồi đấy. Thì tất cả những cái pháp đấy, tức là mang đến một cái sự mạnh mẽ, một cái sự quyết liệt, một cái sự tu tập ở cái mức độ rất là khổ hạnh, tức là quyết liệt cao nhất. Bởi vì có những người mà có những cái triển cái hay là có những cái bất thiện tâm nó quá là mạnh như thế, mà nếu như mình sống mà nó có cái sự đầy đủ một chút thôi, chỉ cần được ăn ngon một tí nó đã tham ái rồi, với đồ ăn rồi là các cái tham dục khác nó cũng sinh khởi nên. Hay là chỉ cần có một cái cảnh gì đó hơi trái ý nghịch lòng một chút là bắt đầu sân hận nó khởi nên. Thì cái sự tu tập một cái sự mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, để mới có thể chế ngự được nó. Đấy là cái cách cao nhất trong những cái sự tu tập để chế ngự được những cái bất thiện đó. Những cái tâm bất thiện đó phải là những cái hạnh như là những cái hạnh đầu đà. Rồi những cái hạnh đó mới là cái sự đối trị lại những cái tâm này một cách mạnh mẽ nhất, một cái sự quyết liệt nhất. Vị ấy rồi là nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Thì đấy là cái những cái đôi khi có những cái người mà có những cái tham dục hay là sân hận nó quá mạnh thì mới làm như thế, chứ không phải là ai thực hành thiền thì cũng làm như thế. Ai thực hành mà cũng cứ nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng như thế, nó xưng lên ức chế, nó xưng lên căng thẳng ấy. Nếu như chỉ trừ khi mà những cái tâm bất thiện đó nó quá mạnh, nó quá lớn, nó thì mình mới cần có những cái cách để mà khống chế nó bằng những cái pháp đối trị ngược lại. Như là cái người đấy mình có cái tham dục mạnh thì phải quán những cái pháp tử thi một cách mạnh mẽ hơn, cố gắng duy trì, tức là mình cố gắng duy trì những cái tướng bất tịnh đó một cách liên tục, một cái an trú liên tục. Hay là cái tâm sân hận nó mạnh quá thì cần phải cố gắng duy trì giữ cái đề mục là thiền tâm từ đó một cách liên tục mạnh mẽ. Mình phải giảm bớt tối đa, hạn chế tối đa những cái sinh hoạt, như là giảm bớt cái ăn, giảm bớt cái ngủ nghỉ, giảm bớt tất cả những cái mà nó phục vụ cho những cái nhu cầu của cuộc sống này. Những cái đồ dùng phải hạn chế tối đa, những cái chỗ ở mình đừng có tham đắm, nó đẹp đẽ và nó rộng rãi, mình đừng có tích trữ những cái đồ đạc quá nhiều. Mà phải sống làm sao nó có được cái ngôi nhà trống trải nhất, mà một cái
cái cảnh mà nó ít những cái vật dụng nhất và ít chăm sóc cho cái thân thể này đến cái mức tối thiểu tối đa nhất, rồi lúc đấy mình mới có toàn bộ những cái thời gian để công phu được nhiều nhất, là mình có cái thời gian công phu tối đa nhất, cái sự phục vụ cho cái nhu cầu của bản thân là phải hạn chế đến cái mức tối thiểu nhất. Thì đấy là cái cách gọi là tu tập một cách quyết liệt nhất, mạnh mẽ nhất, tinh tấn ở cái mức độ cao thượng nhất như vậy, thì những cái tâm bất thiện này nó sẽ yếu đi một cách nhanh chóng, mạnh mẽ. Thì nên là Đức Phật mới dùng cái hình ảnh là cái người ấy nghiến răng dán chặt lưỡi lên hóc, lấy tâm nhiếp phục tâm, lấy tâm đánh bại tâm. Thì đấy là cái sự cái công phu tu tập của mình cần quyết liệt hơn. Tuy nhiên là bình thường ấy, một người hành thiền bình thường thì một ngày mình có thể ngủ 6 tiếng còn lại công phu tu tập hành thiền là được rồi. Nhưng mà cũng có những người chỉ cần ngủ 4 tiếng thôi còn lại để hành dành cái thời gian công phu tu tập. Thậm chí có người chỉ cần ngủ một ngày 2 tiếng vẫn đủ sức để công phu tu tập. Đấy là hạn chế cái ngủ nghỉ như vậy, hạn chế cái ăn, hạn chế cái ngủ, hạn chế cái mặc, hạn chế những cái nhu cầu để phục vụ cho cái thể xác, cho cái bản thân mình, thì để dành tất cả những cái thời gian đó cho cái công phu tu tập. Thì đấy là cái sự tinh tấn, sự nhiệt tâm tinh cần, một cái sự mạnh mẽ quyết liệt. Tức là cái người đấy cần phải có một cái sức tinh tấn bền bỉ cao thượng thì sẽ đối trị được những cái bất thiện tâm đó. Còn với một cái người mà những cái bất thiện tâm nó không quá mạnh thì mình cũng không cần phải quá là khổ hạnh, quá là quyết liệt, mà phải thực hành theo trung đạo, không quá khổ hạnh và không quá hưởng thụ. Thì đấy là cái con đường dành cho một cái người có cái căn cơ ở cái mức bình thường. Còn chỉ trừ khi mình những cái tâm bất thiện đó nó quá lớn quá mạnh thì mình cần thực hành một cái cách khổ hạnh hơn, quyết liệt hơn để đối trị nó. Mặc dù như vậy nhưng mà vẫn có những cái người có cái nội tâm rất là thanh tịnh, đã tu tập thậm chí là đã thành tựu rồi, trở thành những bậc vô học rồi, vẫn chọn cái con đường thực hành những cái pháp khổ hạnh, vẫn thực hành những cái hạnh đầu đà, thì đấy là vì cái lòng thương tưởng cho đời, vì cái sự lợi ích cho chư thiên và loài người, vì cái để làm cái tấm gương cho đời sau. Tức là có những người mặc dù không phải là một cái người quá là nặng về những cái phiền não nhưng mà vẫn thực hành những cái hạnh đầu đà, những cái sự khổ hạnh quyết liệt đó, đấy là để làm cái gương để cho đời sau luôn luôn còn nhớ đến. Ví dụ như là ngài Ma Cát Sa Pa Đại Ca Diếp chỉ tu tập rất là nhanh chóng chứng quả A-la-hán, chỉ tu tập 7 ngày đầu tiên đến ngày thứ 8 đã chứng quả A-la-hán, trở thành bậc nậu tận rồi, nhưng mà ngài vẫn suốt đời chọn cả một cái cuộc đời tu những cái pháp khổ hạnh đó, tu hành khổ hạnh, sống độc cư ở trong rừng, mặt y phấn tạp, hạnh ăn cấp thực ở dưới gốc cây, ngài vẫn duy trì những cái hạnh đó đến suốt cả cuộc đời. Thì đó là cái lòng thương tưởng cho đời, vì cái lợi ích, vì cái hạnh phúc cho đời, vì cái tấm gương cho đời mà vẫn thực hành như thế. Thì không phải là cái người nào thấy sự tu tập khổ hạnh ép sát cùng cực đó mà đã phải là cái người đấy là cái người có quá nhiều cái tham dục và sân hận, mà ngay cả những người rất là nhẹ người ta cũng vẫn chọn cái phương pháp tu đó. Vậy thì nhất là với một cái người mà có những cái phiền não, những cái tâm bất thiện nó mạnh thì cần phải tu những cái pháp cao như vậy, tu những cái hạnh đầu đà, những cái pháp khổ hạnh cao quyết liệt như vậy để đối trị nó, thì cuối cùng cũng sẽ đi đến cái sự thành công, cũng sẽ chứng đắc được những cái pháp thiền định tinh. Cho nên là tóm lại Đức Phật mới dạy một cách tổng kết lại, đó là để mà đối trị lại những cái tầm bất thiện, để chứng đắc được các cái pháp thiền sắc giới và vô sắc giới, thì vị tỳ kheo ấy cần tu tập 5 cái pháp. Thứ nhất là chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi y cứ một tướng nào, tác ý đến tướng nào mà các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, tỳ kheo ấy cần tác ý đến một tướng khác, liên hệ đến thiện khác với tướng kia. Các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ vậy, chính nhờ diệt trừ được chúng mà nội tâm được an trú định tĩnh. Thì đấy là cái cách thứ nhất, đó là mình phải biết cách tác ý đến những cái như ý chân chánh để cho những cái tâm
vô tham vô sân vô si nó khởi lên. Còn nếu mình tác ý không chân chánh thì tham sân si nó khởi lên. Đấy là cái cách thứ nhất là tác ý. Cách thứ hai là quan sát đến sự nguy hiểm của các tầm ấy. Khi tỳ kheo quan sát sự nguy hiểm của các tầm liên hệ đến dục tham sân si thì khiến nó được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ được chúng thì nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tinh. Đấy là cái cách thứ hai, là suy nghĩ xét đến những cái bất thiện của những cái bất thiện, suy xét đến cái sự nguy hiểm của những cái tâm bất thiện đó, những cái bất thiện tầm đó thì nó được diệt vong, cho nên mình sẽ đạt được nhất tâm định tinh. Cách thứ ba, vị ấy không ức niệm, không tác ý đến các tầm ấy, khiến cho các tầm liên hệ đến dục tham sân si được trừ diệt, đi đến diệt vong, và khiến cho nội tâm được an tịnh, nhất tâm định tinh, tức là không nhớ lại, không gợi nhớ lại những cái cảnh liên hệ đến dục tham sân si này nó nữa. Hãy buông xả, hãy buông bỏ những cái quá khứ đi, để nó không ức niệm, không nhớ nghĩ đến cái chuyện đã qua nữa, thì sẽ đạt được nhất tâm định tinh. Cách thứ tư, tỳ kheo ấy tác ý đến hành tướng của các tầm và an trú các tầm ấy, tức là dùng hai cái pháp thiền tuệ và thiền định, chỉ và quán đó, và an trú tâm ở trong đó, thì các cái bất thiện tầm liên hệ đến dục tham sân si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Nhờ diệt trừ chúng mà nội tâm được an trú định, nhất tâm định tinh. Còn đến cái cách thứ năm, bị ấy nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, lấy tâm nhiếp phục tâm, lấy tâm đánh bại tâm. Các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến tham sân si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú nhất tâm định tinh. Thì đây là cái mức độ tinh tấn ở cái mức độ rất là cao thượng. Là cái vị ấy cần phải có cái sự nỗ lực tinh tấn, giống như là một cái sự tu khổ hạnh cao hơn cái mức bình thường, thì để mà đối trị lại những cái tâm bất thiện đó, thì nhờ đối trị ở cái mức độ cao như thế thì sẽ đạt được nhất tâm định tinh. Đấy là năm cái pháp để đối trị lại những cái triển cái, những cái tầm bất thiện, để cho có thể tu tập nhanh chóng chứng đắc được những cái pháp về thiền chỉ, nhất tâm định tinh, để chứng đắc được các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Đấy, đó là nền tảng để phát triển những cái pháp về thiền Vipassana, thiền tuệ, và để đi đến giác ngộ các cái sự thật và chứng đắc niết bàn. Kết luận, Đức Phật dạy là chư tỳ kheo ấy được gọi là đã an trú trong đoạn tầm pháp môn. Vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn. Vị ấy đã đoạn trừ khát ái, đã đoạn các kiết sử, đã khéo chinh phục kiêu mạn và đã chấm dứt khổ đau. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Thì đây là một cái người khi mình tu tập như vậy, mình có thể làm chủ được cái tâm như vậy, rồi đến lúc mình có thể tác ý đến bất cứ một cái nào mà mình muốn. Mình tác ý đến tâm từ thì tâm từ khởi lên, tác ý đến tâm bi thì tâm bi khởi, tâm hỷ khởi. Tác ý đến một cái pháp ni tham thì ni tham nó khởi, tác ý đến ni sân thì ni sân nó khởi, tác ý ni si thì ni si khởi. Đấy là cái sự tu tập dần dần như thế, đi đến cái sự làm chủ được tâm một cách hoàn toàn theo như ý muốn của mình. Thì đấy là cái con đường đi đến đoạn trừ các cái tham ái, khát ái, đoạn trừ các cái kiết sử, thân kiến hoài nghi giới cấm thử, dần dần đấy được đoạn trừ dục tham sân hận ngã mạn vô minh phóng dật, dần dần đi đến đoạn trừ năm tượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, đi đến đoạn trừ là trở thành mặc, là đi đến nậu tận, sẽ đi đến giải thoát khỏi các cái kiết sử đó, là sẽ đi đến cái con đường đấy, cái sự tu tập đấy là đi đến cái sự chấm dứt khổ đau. Đây là bài kinh An Trú Tầm thứ 20, là hết chấm dứt cái bài kinh số 20. Dạ, con thưa sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Mộc Miên ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin vấn an sức khỏe của Thầy ạ. Con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con được hiểu hơn về chủ đề thập nhị nhân duyên. Trong 12 nhân duyên, mắt xích nào là quan trọng nhất và bỏ mắt xích nào thì sẽ cắt đứt được tiến trình duyên khởi ạ. Con xin tri ân Thầy nhiều ạ.
trong 12 nhân duyên thì vô minh hành, đó là hai cái mắt xích ở quá khứ, đó là nhân, hai cái nhân ở quá khứ nó sinh ra cái quả ở hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thì đấy là cái nhân, cái mắt xích ở quá khứ liên hệ đến hiện tại là vô minh, và hành là quá khứ liên hệ đến hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Rồi là cái nhân ở hiện tại đó là ái, thủ, hữu, là cái nhân ở hiện tại nó sinh ra cái quả ở tương lai, đó là sinh, não, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não ở trong tương lai. Thì để mà đoạn trừ được những cái mắt xích của các cái pháp duyên khởi đó, thì tất cả những cái pháp tu tập mà trong cái giáo pháp của Đức Phật đều hướng đến là phát triển cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó là đối trị thẳng vào cái vô minh. Trí tuệ thì tất cả những văn tuệ, một cái người mà mình nghe pháp là mình cũng đã giảm bớt đi được một phần vô minh. Cái người gọi là vô văn phàm phu, cái do không được nghe giáo pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh ấy, thì cái người đấy cái vô minh nó rất là lớn. Khi mà tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh gì, vì đó cũng tiếp xúc với một cái sự ảo tưởng, chấp là có thường lạc ngã tịnh, cho nên là cái sự tham ái và chấp thủ rất là mạnh mẽ cường liệt. Còn với một cái người mà có cái sự hiểu biết trên cái khái niệm, trên tri kiến thôi, trên pháp tục đế thôi, mọi thứ là vô thường, khổ, vô ngã thôi, thì cái lúc đấy những cái tâm tham ái nó cũng đã giảm bớt đi được một phần, vô minh nó đã giảm bớt đi một phần. Vô minh giảm bớt thì tham ái nó giảm bớt, tham ái giảm bớt thì chấp thủ nó cũng sẽ giảm bớt đi. Thế nên là trong cái sự tu tập là như thế. Nên là đôi khi Đức Phật luôn luôn hướng đến cái sự gọi là phát triển trí tuệ, nhưng mà đúng cũng có đôi khi Đức Phật cũng luôn luôn hướng đến cái sự tu tập là đoạn trừ được tham ái. Thì tham ái nó cũng đấy, nó cũng là một cái mắt xích. Ví dụ như là trong tứ diệu đế thì gọi là khổ đế và tập đế. Khổ là cái sinh già bệnh chết, khổ đồng bi, khổ yêu não, khổ. Còn tập đế đó là tham ái. Vậy một cái người mà có thể đoạn trừ được tham ái cũng là đoạn trừ được khổ. Thì một cái người mà đoạn trừ được tham ái cũng là một cái mắt xích mà để phá vỡ được cả 12 cái nhân duyên này. Nên là trong tất cả những cái pháp mình tu tập đưa hướng đến cái sự ni tham. Ni tham là cái pháp cũng đưa đến Niết Bàn, cũng có thể giác ngộ được chân lý. Vậy thì cứ tu tập làm sao mà nhớ đến mỗi một cái ngày cái tâm tham dục của mình nó phải bớt đi, tham ái mình nó phải bớt đi. Tham ái nó bớt thì chấp thủ nó không bớt, mà tham ái nó bớt là phải dùng cái trí tuệ mới đoạn trừ được tham ái. Mình phải có cái sự tác ý chân chánh, không khởi lên những cái ảo tưởng, mà cái ảo tưởng đấy chính là vô minh. Mình có cái trí tuệ thì mới đoạn trừ được tham ái. Vậy thì cái mục tiêu của mình tu tập để hướng đến đoạn trừ những cái tham dục, đoạn trừ những cái tham ái đó, thì đó cũng là một trong những cái mắt xích mà mình có thể phá vỡ được được cái ràng buộc của cái mắt xích 12 nhân duyên này. Thì đấy cũng là một cái mà ái này nó sinh ra từ cái gì, sinh ra từ cái cảm thọ. Cho nên là đôi khi một cái người luôn luôn hướng đến quan sát cái sự cảm thọ, khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ ấy, đôi khi cứ quán nó là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thì cho nên là có những cái người, người ta cứ chú trọng và người ta quán những cái cảm thọ do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc ấy, nó là vô thường, khổ, vô ngã, rồi cũng đoạn trừ được cái mắt xích 12 nhân duyên đó. Có những người thì tu tập bằng cái cách nó là tu túc các căn, bởi vì là cảm thọ nó sinh ra nó phải do các căn tiếp xúc với các trần cảnh, cho nên là khi mà tu túc các căn thì nó cũng làm cho cái làm chủ được cái cảm thọ này. Thì nó có rất là nhiều cái cách để mà đoạn trừ được trong pháp 12 nhân duyên, nhưng mà tất cả những cái cách nào thì cũng đều là lấy trí tuệ làm đầu hết, đi đầu hết. Mà trong đó trí tuệ thì là nó đối trị thẳng với cái vô minh. Vô minh thì nó đi là giống như bóng tối, mà trí tuệ như ánh sáng.
Thì trí tuệ có ánh sáng mà khởi nên thì sẽ xua tan bóng tối cũng vậy. Trí tuệ khởi nên thì vô minh sẽ đoạn trừ. Khi mà vô minh đoạn trừ thì hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh não tử giải thiết sầu bi khổ ưu não cũng được đoạn trừ. Vậy thì trí tuệ càng mạnh bao nhiêu thì vô minh càng suy yếu bấy nhiêu. Vô minh suy yếu bao nhiêu thì cái dòng tái sinh luân hồi cứ giảm bớt đi bấy nhiêu. Cho nên là trong tất cả cái quá trình tu tập đều là để phát triển trí tuệ. Văn tuệ nó đã đoạn trừ được một phần vô minh rồi. Tư tuệ thực hành các cái pháp thiền chỉ nó cũng đã giảm bớt đi phần vô minh. Đến tu tuệ thực hành đến các pháp thiền vipassana, các cái pháp thiền tuệ để thấy ra những cái pháp chân đế, thấy được cái duyên khởi của nó, thấy được cái tính sinh diệt của nó, hiểu ra cái sự vô thường của vô ngã của nó nữa, thì lúc đấy sẽ đoạn trừ được vô minh một cách hoàn toàn. Thì lúc đấy trí tuệ đạt đến cái sự giác ngộ, thấy sự thật một cách hoàn toàn. Thì cả 12 cái mắt xích duyên khởi đấy đều tan biến hết, nhờ cái trí tuệ đã trở nên hoàn toàn tuyệt đối. Vậy thì trong cái quá trình tu tập thì mình cứ chú trọng phát triển trí tuệ là được. Phát triển làm sao cho trí tuệ của ngày mỗi ngày mình giác ngộ cao hơn, mình thấy có sự thật nhiều hơn. Thì đấy là cái cách mình đối trị thẳng với cái gốc rễ của cái vô minh đó. Là sẽ đoạn trừ được cái vòng tái sinh nha, của cái mắt xích 12 duyên khởi đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Anh ạ. Dạ, con thưa sư, con học Pháp thì hiểu, nhưng hành Pháp thì chưa được thực sự tốt. Được như việc học, có những việc xảy ra mà khiến con có cảm xúc hay hành động, lời nói tiêu cực thì con có xu hướng phản ứng chậm. Nghĩa là con chưa thể có phản ứng đúng ngay từ đầu mà sau đó mới nhận ra mình đã phản ứng tiêu cực. Kính mong sư cho con lời khuyên phải làm gì để cải thiện được việc thực hành Pháp ạ. Con xin tri ân cảm ơn sư ạ. Nếu như mình chú trọng về Pháp học nhiều thì do mình chưa tu tập, chưa làm chủ được cái tâm, cho nên là nó sẽ còn những cái phản ứng tiêu cực. Thì thường thường những cái phản ứng tiêu cực đó xong rồi mình hay khởi lên cái tâm hối hận. Thế là mình đã có những cái phản ứng đó, giống như là mình đã sân lên một cái chuyện rất là nhỏ, rất là bình thường thôi, mà có thể là lúc đấy mình đã khởi lên một cái tâm sân hay bất mãn. Sau đó nghĩ lại, cảm thấy bất an, cảm thấy hối hận. Thì đúng là cái đấy là cái sự thiếu hụt về cái sự công phu tu tập về nội tâm. Có thể là mình hiểu Pháp thì hiểu rất cao, có thể học rất là nhiều, học rất là chuyên sâu, nhưng mà chưa có cái công phu thực hành và mình chưa có biết được cái căn tánh của mình. Phải biết căn tánh của mình nó nặng về cái tâm gì. Ví dụ như là mình thường xuyên biết rằng mình có cái tánh tham nó nặng, hay là tánh sân nó nặng, hay là cái tánh si nó nặng, hay thì mình biết được và mình thực hành một cái pháp thiền nào đấy nó rất là phù hợp với cái căn tánh của mình ấy. Thì một thời gian dài sau mình mới làm chủ được tâm, thì sau này cái tâm nó mới có được cái sự điển tĩnh. Khi nào mình đạt được một cái nhất tâm cao được, như là cái người đó mà có cái tánh sân thì mình thấy là khi mình phản ứng gì đó mình hay khởi lên những cái bất mãn, hay khởi lên cái sân hận ấy, thì phải thực hành thiền tâm từ một thời gian rất là dài. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả ấy. Thì thành cho đến khi nó nhu nhuyễn, cho đến khi cái nội tâm mình nó thuần thục, cho đến khi những cái tâm sân đó nó đã được hoàn toàn điều phục, được hoàn toàn chế ngự đi rồi, thì sau này nó mới không phản ứng lại một cách mau nẹ như thế. Mình còn phản ứng một cách những cái tâm tiêu cực mà nó phản ứng một cách rất là mau nẹ, nó ngoài cái ý thức, ngoài cái sự kiềm chế của mình. Như vậy ấy cũng là một cái tập khí, nó rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi, hoặc là rất là nhiều lâu năm rồi mình chưa có cái sự điều chỉnh nó, chưa có sự chế ngự, chưa có cái sự loại bỏ nó, thì bây giờ mình cần phải thực hành nó. Mình chỉ cần mình cứ hối hận suy xét không, như vậy cũng không có lợi ích gì, mà mình cần phải có cái sự công phu, có cái sự công phu thực hành bằng cái pháp là rải cái tâm từ thường xuyên hàng ngày. Chứ không phải mình cứ chờ đến lúc nào nó khởi đến tâm sân mình mới rải tâm từ, mà hàng ngày mình luôn luôn thực hành. Dần dần mới làm chủ được tâm. Hay là một cái người có cái tâm tham dục nó mạnh thì phải luôn luôn hành cái pháp quán về bất tịnh.
thực hành liên tục như vậy một thời gian dài, chứ không phải là cứ chờ đến lúc nó khởi lên những cái phiền não đấy mình mới quán, mà lúc nào cũng quán, ngay cả cái lúc nó không có những cái tâm đó mà mình vẫn luôn luôn quán như thế. Hoặc là mình thực hành một cái pháp thiền như thiền hơi thở, nó cũng đối trị lại, nó cũng đạt đến vô tham, vô sân, vô si. Và cái công phu đó phải được thực hành miên mật, đều đặn, thường xuyên hàng ngày, thì dần dần mới làm chủ được cái tâm. Còn chỉ có học pháp, suy xét pháp mình không áp dụng vào thực hành thì mình vẫn không làm chủ được nội tâm là như vậy. Dù có học bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng thế, không có công phu thực hành thì đến lúc nhờ đối với các cái cảnh tâm nó vẫn cứ dao động như vậy. Nên là cái con đường tu tập là làm sao khi mà mình đối cảnh mà nó đạt được cái sự vô tâm ấy, thì cần phải có một cái nội tâm về thiền chỉ và thiền quán sâu dài mạnh mẽ cơ. Và khi mà mình có được cái chút định tĩnh gì rồi, mình quán sát đến cái sự sinh diệt của các cái pháp hữu vi này thì nó mới giác ngộ, nó mới quán, nó mới mạnh mẽ được. Thì lúc đấy nó dần dần nó mới làm chủ được tâm, thì nó mới không khởi lên những suy nghĩ tiêu cực đó nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Tín ạ. Dạ, con kính bạch sư, thưa sư, sư cho con hỏi tám chi trong bát chánh đạo có sự khác biệt về mức độ quan trọng không ạ? Nếu có, xin sư chỉ giúp cho con thứ tự của tám chi ạ. Chi trong bát chánh đạo thì đương nhiên là chánh chi kiến là quan trọng nhất rồi. Nên là Đức Phật đã xếp chánh chi kiến lên là đầu tiên mà. Mà chánh chi kiến chính là chánh trí, tức là cái trí tuệ chân chánh thấy ra các cái sự thật. Thì cho nên được gọi là chánh kiến. Thì mà cái mức độ của trí tuệ cũng có cao thấp khác nhau, chánh kiến cũng có cao thấp khác nhau. Như là một cái người đó phải có trí tuệ, tức là phải có chánh kiến, thì vị đấy mới có được chánh tư duy. Là nếu như mà mình có nghe được một cái câu pháp nào đó thì lúc đấy mình mới suy nghĩ về cái câu pháp đó, cái tâm mình nó mới thường xuyên nó hướng về những cái câu pháp đó. Cái chánh tư duy là cái tâm sự tầm, tầm nó cứ hướng về. Do mình có đối tượng thì nó mới hướng về, tức là mình phải thọ trì, phải tiếp nhận một cái pháp nào đó. Như hôm nay mình đi nghe giảng pháp mà có ai đó giảng về cái pháp gọi là tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì trong khi nghe pháp mình đã có chánh kiến rồi, và sau khi nghe pháp mình sẽ có chánh tư duy. Đó là sau đó cái tâm của mình nó cứ hướng về những cái pháp đó để tu tập niệm thân thọ tâm pháp đó. Thì đó là do mình có chánh kiến thì mình có chánh tư duy. Có chánh tư duy thì sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đây là cái sự giữ giới ở thân khẩu ý, không tạo những cái lỗi lầm nữa. Do mình có suy nghĩ rồi, cho nên là mình mới làm chủ những cái lời nói bất thiện mình không nói, mình nói những lời chân chánh. Mình làm chủ cái hành động, mình không hành động những cái điều xấu, mình hành động những điều tốt. Thì đấy là do mình có chánh tư duy mới có được cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tức là mình có nghe pháp, có thọ trì pháp do mình có chánh kiến, chánh tư duy đó, mình mới giữ giới. Chứ còn một cái người mà người ta chưa từng nghe pháp, chưa từng có ai dạy bảo gì thì đâu, người ta đâu có biết giữ giới. Thì cái người mà được giữ giới là do có cái người giảng dạy, có cái người khuyên bảo là hãy giữ giới thì được lợi ích, được công đức. Làm vậy thì cái lúc mà được nghe giảng dạy, được nghe cái sự giáo huấn đó là đã có chánh kiến rồi. Mình suy nghĩ đến cái lợi ích của nó, mình chấp nhận điều đó, thì bắt đầu mình mới họ chỉ những cái pháp về giữ giới rồi. Sau đó mình mới phát triển được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi bắt đầu mình mới thực hành những cái pháp thiền định này, cũng là nhờ chánh kiến, tức là phải có trí tuệ mình biết là thực hành thiền định là mang lại lợi ích, những công đức như thế. Chứ còn một cái người mà không có trí tuệ, không được nghe pháp, không có ai giảng dạy cho, thì làm gì cái người đấy tự nhiên mà đi hành thiền định. Vậy thì cũng là có cái trí tuệ đi đằng đầu, thì lúc đấy mình mới thực hành giới, mới thực hành thiền định. Rồi khi mình thực hành giới viên mãn, định viên mãn, nó lại làm cho cái chánh kiến nó trở nên viên mãn. Lúc đầu thì cái chánh kiến là cái trí tuệ đó, nó chỉ khởi lên ở cái mức độ thấp thôi, đã thúc đẩy cho mình thực hành những cái pháp về giữ giới và thực hành thiền định rồi. Khi mình giữ giới và thực hành thiền định một cách thâm sâu mạnh mẽ lên rồi, thì lúc đấy mình lại phát triển được cái trí tuệ đó cao hơn một bước nữa, làm cho cái trí tuệ lại trở nên viên mãn hơn nữa. Ví dụ nhờ thực hành thiền định đó, cho nên là mình lại phát triển được trí tuệ, đó là mình phân tích ra được những cái sắc pháp, sắc uẩn, là thọ tưởng hành thức, cái danh uẩn, rồi phân
thấy được cái những cái nhân duyên sinh diệt, những cái nhân duyên mà nó sinh ra năm uẩn này, thấy được những cái pháp duyên khởi do vô minh, duyên hành thức, danh sắc lục nhập đấy, phúc thọ ái tuổi yêu sinh não tử già chết sầu bi khổ yêu não, rồi mình lại thấy được cái tính diệt uy của nó do vô minh diệt, hành diệt, thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái tuổi hữu sinh não tử già chết sầu bi khổ não diệt, thì thấy được cái tính sinh diệt của nó lại là một cái mức độ của chánh kiến cao hơn nữa, rồi thấy được sự vô thường của vô ngã, sự diệt tận của cái thân nam muộn đấy nữa. Thì đấy là nhờ cái có cái chánh kiến chánh tư duy nên là có cái trí tuệ nên là mình mới có giới được viên mãn, định viên mãn, thì nó lại làm cho tuệ viên mãn. Khi tuệ của mình đã giác ngộ ra các cái sự thật một cách viên mãn rồi, thì lúc đấy lại làm cho giới được viên mãn, trở thành vô học giới uẩn, lại làm cho định được viên mãn, trở thành vô học định uẩn, và lại làm cho tuệ được viên mãn, trở thành vô học tuệ uẩn. Thì bát chánh đạo cũng chính là giới định tuệ. Thì cứ cái chi này lại hỗ trợ cho cái chi kia, nên là cứ có chánh kiến, có chánh tư duy, thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì phải có tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì lại làm viên mãn hoàn hảo, nên chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến, tính tư duy viên mãn hoàn hảo rồi, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định lại cũng viên mãn hoàn hảo theo. Thì đấy là các cái chi pháp của bát chánh đạo, là luôn luôn có cái sự hỗ trợ lẫn nhau, tương quan lẫn nhau như vậy, giống như cái kiềng phải có ba chân để hỗ trợ cho nhau, cùng giúp nhau đứng vững một cách hoàn hảo. Thì các cái chi của bát chánh đạo cũng thế, cứ chi này lại hỗ trợ cho chi kia, rồi cùng đi đến cái sự hoàn hảo, như là một cái xe cần có cái bánh xe, cần phải có bánh bên này cũng phải có bánh kia, như con chim phải có hai cánh, bên này hỗ trợ cánh bên kia thì mới có thể bay lên được. Như vậy bát chánh đạo cũng thế, cần phải có đầy đủ các chi như vậy hỗ trợ nhau thì mới có thể đi đến giải thoát. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đinh Hiệp ạ. Dạ, con kính bạch sư. Thưa sư, lúc con ngồi thiền, lúc con thiền niệm hơi thở, do tâm nó quen với việc theo dõi hơi thở, nên nó vừa theo dõi, nó vừa nghĩ việc khác được. Con xin sư chỉ lúc cách khắc phục ạ. Trong cái lúc mà đang chú tâm hành thiền, đôi khi tâm nó vẫn suy nghĩ nan man một vài thứ. Mà trong cái lúc suy nghĩ nan man một vài thứ đấy, nó vẫn thấy được hơi thở vào ra, thì cái mức độ chánh niệm đó nó cũng chưa đến mức quá yếu, nhưng mà mình cũng không được để cho nó suy nghĩ một cái gì đó quá nâu. Cứ để cho nó suy nghĩ một vài những cái về công việc đó, nó suy nghĩ một chút thôi mà nó không ảnh hưởng gì đến cái việc nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, mình biết rõ ràng. Nó vào nhanh ra nhanh mình biết, vào chậm ra chậm mình cũng biết, bắt đầu đi vào, đang đi vào, kết thúc đi vào cũng biết, bắt đầu đi ra, đang ra, kết thúc đi ra cũng biết, biết về toàn thân hơi thở. Như vậy thì là được, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn khởi lên những cái suy nghĩ một cách vi tế, những cái suy nghĩ đó nó mơ hồ thôi, thì cũng không ảnh hưởng gì. Tức là thỉnh thoảng mình cũng nhắc nhở cái tâm hãy buông bỏ những cái suy nghĩ đó, chánh niệm trên hơi thở vào ra. Tức là thỉnh thoảng mình tác ý để buông xả nó, để cắt nó đi, chứ mình không được để cho cái suy nghĩ nan man đấy nó khởi trên một cái gì đó quá lâu, quá liên tục, bởi vì nó cứ nghĩ đến một cái gì đó lâu thì cái suy nghĩ đấy nó sẽ mạnh lên và nó sẽ lấn át mất suy nghĩ khác. Như là mình nghĩ về hơi thở liên tục thì cái chánh niệm trên hơi thở đấy nó duy trì lâu và nó mạnh lên nên nó lấn át những cái tạp niệm khác. Nếu như mình để cho một cái tạp niệm đấy nó suy nghĩ liên tục lâu thì nó mạnh lên và nó sẽ lấn át mất cái chánh niệm về hơi thở này. Nên là còn nó khi mình dứt cái suy nghĩ này một lúc sau nó lại khởi lên một suy nghĩ khác, rồi mình khi mà để cho nó khởi lên một lúc nó chưa mạnh thì cứ mặc kệ nó. Là nếu như lúc đầu nó hơi nan man, nó nghĩ đến một cái gì đó một chút xíu thì cứ mặc kệ nó, nhưng mà mình thấy rằng là có cái sự cuốn hút vào cái suy nghĩ đấy một chút rồi thì lại phải buông nó đi, thì lại buông nó đi và quay trở về với hơi thở. Mặc dù mình quay về với hơi thở thì một lúc sau nó lại khởi lên một suy nghĩ khác nữa, rồi cũng như thế, nó mới khởi lên một chút thì mặc kệ nó, mà thấy nó khởi lên nhiều nhiều mạnh hơn một chút thì lại buông nó đi, thì nó lại khởi lên suy nghĩ khác. Tức là mình đừng để cho một cái suy nghĩ nào đó nó liên tục quá, nó lâu dài quá,
đừng để cho nó mạnh lên, để đừng để cho nó lấn át mất cái khái niệm về cái phát triển của mình là được. Chứ còn cũng không đòi hỏi, không nhất thiết đó là nó phải tuyệt đối không khởi lên một chút vọng tưởng nào. Thế trong lúc bây giờ mình đang mới tập, chưa thể làm được điều đó. Cái điều đó còn khi nào mình tập dần dần rồi, khi nào mình đạt được cái định rất là sâu rồi, thì mới đạt được cái điều đó. Còn bây giờ mới tập mình chỉ cần giảm bớt đi được không? Cần giảm bớt những suy nghĩ đấy đi thôi. Mình đừng để cho một cái suy nghĩ nào nó quá mạnh là được rồi. Chứ còn chưa cần là phải dứt nó tuyệt đối 100% hết. Nó khởi lên một chút thì cũng được. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải cắt nó đi là được rồi. Và mình đừng có cảm thấy bị bấn loạn, bị bất an, bị căng thẳng với những cái tạp niệm đó. Đó là chuyện rất bình thường. Thế là mình còn nhận biết được hơi thở vào ra thì là chưa bị gián đoạn hoàn toàn, thì vẫn phát triển được chánh niệm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hải Hà. Dạ, con kính bạch sư, thưa sư cho con hỏi cõi Diêm Phù Đề là cõi nào ạ? Và núi Tu Li thì có thật không ạ? Và nó ở đâu ạ? Cõi Diêm Phù Đề, trong kinh Đức Phật hay nói đến cõi Diêm Phù Đề. Cõi Diêm Phù Đề ở đây là Đức Phật chỉ cho cái cõi đấy là cõi trung tâm của cái cõi Ta Bà, hay là cái cõi đấy là cái cõi mà chịu ảnh hưởng bởi một cái văn hóa của bên Ấn Độ, hay là nói chung là cái cõi Diêm Phù Đề là những cái quốc gia thuộc về Ấn Độ cổ thời xưa. Nó mặc dù là cái thời đó là cái cõi Diêm Phù Đề cũng chia ra thành rất nhiều quốc gia, hàng mấy chục đất nước ấy, nhưng mà đều có chung một cái văn hóa, đó là chung một cái văn hóa của các cái kinh Vệ Đà, mà đều là thuộc cái văn hóa của Ấn Độ cổ ấy. Và cái cõi cũng là cái trung tâm của cõi Ta Bà, mà tất cả các đức Phật đều ra đời ở cái cõi đó, đều ra đời ở cõi Diêm Phù Đề đó. Nên là Đức Phật trong kinh thường hay nói đến cái cõi Diêm Phù Đề, thì có thể hiểu chung chung là như vậy. Đó là cái cõi nó thuộc về cái đất nước Ấn Độ thời bây giờ và những cái nước mà có cái sự chịu ảnh hưởng bởi văn hóa của Ấn Độ, là trung tâm Ấn Độ và những cái nước xung quanh đó, có cái sự ảnh hưởng của những cái văn hóa của người Ấn Độ. Thì đấy nó cõi Diêm Phù Đề. Còn trong kinh thì Đức Phật cũng nhiều lúc hay nói đến núi Tu Di. Núi Tu Di là núi Chúa, Tu Di là cái trung tâm của cái thế gian. Thì ở núi Tu Di sẽ có bốn mặt và có bốn châu thiên hạ ở bốn bên. Thế là có cõi Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Nô Châu và Tây Nghiêu Hóa Châu. Thì cái cõi mình đang ở đây và có Đức Phật ra đời ở đây, và những cái cõi mình có thể thấy và tiếp xúc được ở đây được gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Thì nó là ở hướng nam của núi Tu Di. Hướng nam của núi Tu Di thì núi Tu Di nằm ở trung tâm của cái thế giới này. Và ở dưới chân núi Tu Di là có các cái cõi, bốn cái châu thiên hạ đó. Và ở trên lưng chừng núi Tu Di là cái cõi Tứ Đại Thiên Vương. Và trên đỉnh núi Tu Di là cõi Đao Nợ Thiên, là cõi trời Đao Nợ. Thì của núi Tu Di là như thế. Từ ở dưới nhân gian này mà cao đến tận cõi trời Đao Nợ. Nhưng mà núi Tu Di này thì không, bằng cái mắt thường của một người bình thường thì không nhìn thấy. Tức là là một cái núi Chúa lớn nhất ở trong thế gian. Nhưng mà chỉ có thiên nhãn mới thấy. Tức là những cái ai mà phát triển được thiên nhãn thì mới thấy được núi Tu Di. Cũng như là ở cõi nhân loại mình có bốn châu thiên hạ, nhưng mà mình chỉ thấy được con người sống ở trên một cái quả đất này gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Nhưng mà còn những cái con người cũng là cõi người, nhưng mà người ta sinh sống ở cõi Tây Nghiêu Quá Châu, Bắc Câu Nô Châu và Đông Thắng Thần Châu ấy, cũng có những chúng sinh cũng là những con người. Ở đây người ta cũng có một cái văn hóa khác, nó khác với cái văn hóa con người như ở mình. Có thậm chí là cái hình dáng thân thể cũng có khác nhau một chút. Như ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu mình có cái quả địa cầu này, nó có hình tròn, cho nên là cái mặt người cũng hình tròn, giống như quả địa cầu này. Còn ở cõi Bắc Câu Nô Châu thì có cái
ở cái đấy cái quả địa cầu hình vuông, cho nên là cái mặt người ở bên đấy cũng có hình vuông, giống giống như là cái na ná như cái quả địa cầu. Còn có cái cõi Đông Thắng Thần Châu thì mặt người ở cái cõi đấy giống như hình trăng khuyết, thì cái mặt người cũng giống tựa tựa như vậy. Thì những cái cõi đấy như Đức Phật hay là các bậc A-la-hán thì có thể đi đến các cõi đấy được, nhưng mà những cái người bình thường, phàm phu bình thường không đi đến cõi được. Như Đức Phật vẫn thường xuyên đi đến cõi Bắc Câu Nô Châu khất thực được. Thì trong những cái cõi, bốn cái cõi châu thiên hạ, thì có một cái cõi mà con người thánh thiện nhất, đó là cõi Bắc Câu Nô Châu. Cái cõi này là người ta sinh ra, người ta giữ năm giới một cách tự nhiên, không ai làm những cái điều ác bất thiện. Và cái cõi này người ta sống một cách nó không có chấp thủ mọi cái, người sống như cái kiểu là người ta sống không có chấp, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Người ta không có cái sự chiến tranh, không có đấu tranh, không cạnh tranh nhau. Người ta giữ năm giới một cách rất là tự nhiên, cho nên là những cái chúng sinh ở cõi đấy khi chết người ta không có ai phải đọa vào các đọa xứ địa ngục hay quỷ súc sinh, mà người ta sẽ sinh lại làm người hoặc sinh thiên giới hết. Trong bốn cõi châu thiên hạ thì có cái cõi Bắc Châu Nô Châu rất là thánh thiện như vậy. Và những chúng sinh có thể tái sinh luân hồi luân chuyển ở trong bốn cõi này là cõi bình thường. Có thể có những chúng sinh chết ở đây vẫn sinh về những cõi động Bắc Câu Nô Châu, Đông Thắng Thần Châu và Nam Thiện Bộ Châu này. Thì núi Tu Di là ở giữa, nhưng mà cái con người bình thường mình chỉ tiếp xúc được với một cái cõi, như là cõi Nam Thiện Bộ Châu mình chỉ tiếp xúc được với nhau thôi. Thì trừ những bậc có những cái thần thông rất là quảng đại như Đức Phật hay các ngài Mục Kiền Liên, hay là những cái bậc có cái thần túc thông thì có thể du hành đến những cái cõi đó được, hay là có thiên nhãn thì mới thấy được núi Tu Di và thấy được các cái cõi sống đó. Còn những người không có thiên nhãn thì không thấy được, bằng những cái phương tiện máy móc công cụ hiện đại mình cũng không bao giờ thấy được núi Tu Di. Thì núi Tu Di thì chỉ có thể thấy được khi nào một người tu tập mà chứng đắc được thiên nhãn, và mình mới có thể thấy được bốn châu thiên hạ, bốn cái cõi sống khác nhau ở núi Tu Di đó. Thì nên là trong kinh Đức Phật nói rất nhiều về núi Tu Di mà không ai biết núi Tu Di ở đâu là vậy. Bởi vì muốn biết được núi Tu Di, muốn thấy được núi Tu Di thì phải tu chứng đắc được thiên nhãn trí thì mới thấy được. Không có thiên nhãn trí thì không thể thấy được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp tục của hành giả Hải Hà. Dạ con bạch sư, Đức Phật ra đời Ấn Độ, tại sao ngày nay Ấn Độ lại không có đạo Phật ạ? Đức Phật ra đời Ấn Độ, hoàng pháp ở Ấn Độ truyền bá đạo Phật đầu tiên là ở Ấn Độ, thì trải qua tới hơn 1.000 năm đầu đạo Phật rất là hưng thịnh ở đất nước Ấn Độ đấy. Thì có khoảng từ thế kỷ thứ 13, 14 mà đi ấy, thì bắt đầu lúc đấy đạo Phật mới suy tàn dần dần, là do bên Ấn Độ có những cái cuộc chiến tranh quá lớn, các cái đất nước các cái nước khác người ta sang xâm lược Ấn Độ, mà trong đó nhất là những cái nước có đạo Hồi giáo sang xâm lược Ấn Độ. Và cái nguyên tắc của đạo Hồi là khi xâm lược đến bất cứ một cái quốc gia nào, xâm lược được một quốc gia nào thì người ta sẽ tiêu diệt cái tôn giáo ở trên cái đất nước đấy, và truyền bá đất nước đấy phải thuần theo một cái tôn giáo là đạo Hồi. Cho nên là khi đạo Phật hồi xưa là cũng truyền bá đi rất nhiều nước, như là Indonesia, Malaysia hay là các cái nước Đông Á, Tây Á, đều là lúc đầu mà chưa có đạo Hồi thì đều là những đất nước, là những quốc gia Phật giáo, nhất là Phật giáo Nguyên Thủy đều phát triển ở những cái nước Đông Á, Tây Á, Nam Á này. Nhưng mà về sau này khi đạo Hồi cứ đánh đến đâu thì đạo Hồi sẽ tiêu diệt đạo Phật đến đấy và sẽ truyền bá đạo Hồi đến đấy. Thì khi đạo Hồi xâm lược sang Ấn Độ cũng thế, thì cũng sẽ tiêu diệt đạo Phật, là đạo rất dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương một cái là tinh thần của đạo Phật nó không có đấu tranh, không có kháng cự, không có chiến đấu nặng. Như như là khi mà có một cái đội quân xâm lược thì đạo Phật không có chủ trương là kêu gọi thánh chiến, không có chủ trương là kháng cự nữa. Và cái việc muốn xóa sổ cái tôn giáo như đạo Phật thì chỉ cần xóa sổ người tu đi thôi, tức là người ta chỉ cần diệt người tu, diệt kinh sách, diệt các cái ngôi chùa đi, cái này hết rất là dễ dàng. Thì ở bên Ấn Độ thì có đạo Bà La Môn là Ấn Độ giáo,
thì người ta sống bằng cái hình thức là không cần phải xuất gia, tức là người ta vẫn là cái người tại gia, vẫn có vợ con, vẫn sinh hoạt sinh sống bình thường như thế này, nhưng mà người ta vẫn là những vị bà la môn, người ta vẫn học kinh Vệ Đà, người ta vẫn tụng các chú thuật, người ta vẫn làm chủ các nghi lễ, nhưng mà người ta không cần phải sống một cái đời xuất gia, cho nên người ta vẫn là cái người đời bình thường. Cho nên khi mà Ấn Độ giành lại độc lập, tức là lấy lại được chủ quyền rồi ấy, thì đạo Bà La Môn vẫn phục hưng lại được. Bởi vì đạo La Môn không ai tiêu diệt được, bởi vì cái đạo đấy người ta đâu có đi xuất gia đâu, người ta vẫn là người tại gia mà, người ta vẫn là Bà La Môn, người ta chỉ cần còn lưu giữ lại được những cái bộ kinh đấy, là người ta phát triển cái tư tưởng đấy ra. Thì vậy cho nên là về sau này, nên là đạo Phật khi bị diệt rồi thì không phục hồi lại được nữa, mà đạo Bà La Môn thì lại phục hồi lại được. Và khi đạo Bà La Môn phục hồi lại được thì lúc đấy có các cái vị vua quan, các cái vị vua chúa mà lãnh đạo đất nước, những cái vị đấy đứng lên làm chủ đất nước, thì những cái vị đấy lại là những cái vị có cái truyền thống là theo đạo Bà La Môn. Thì lúc đấy người ta chỉ có duy trì lại đạo Bà La Môn mà người ta không có cái chủ trương là phục hồi lại đạo Phật nữa. Không có cái chủ trương là sẽ phục hồi lại đạo Phật, mà người ta chủ trương là chỉ có phục hồi lại đạo Bà La Môn thôi. Thì đạo Phật là một tôn giáo từ xưa đến nay, ngay cả từ thời Đức Phật cũng vậy. Cứ cái thời nào mà có các cái vị vua, quan hay là những cái người có quyền lực ở trong cái đất nước đấy, mà người ta có cái tư tưởng là hộ trì, hộ pháp cho, thì đạo Phật mới hưng thịnh, đạo Phật mới phát triển. Còn nếu như mà người ta có cái tư tưởng vùi dập, không có ủng hộ, hoặc là người ta khuynh hướng là sẽ ủng hộ một cái đạo khác, một cái tôn giáo khác, thì đạo Phật sẽ bị suy tàn, không thể nào phát triển được. Thì như có những cái quốc gia khác cũng vậy, như là khi những cái lúc mà bên Ấn Độ gặp những cái nạn, những cái pháp nạn hay những cái chiến tranh đó, thì Phật giáo lúc đấy là chủ yếu là chạy sang Tích Na, cái đảo Tích Na bây giờ là Sri Lanka đó, và Phật giáo đã hưng thịnh mạnh mẽ ở cái nơi đấy từ rất sớm. Thì mỗi một khi ở bên Ấn Độ có những cái nạn, có những cái nổi loạn chiến tranh, thì là các vị sư trí thức đều chạy sang Tích Na đấy, rồi Tích Na này chạy sang Miến Điện, Thái Lan rồi truyền bá đi các nước khác nữa như vậy. Nhưng mà ở Tích Na cũng nhiều lần bị xâm lược, cũng nhiều lần bị xâm lược, và cũng có nhiều lần đạo Phật cũng bị vùi dập tiêu diệt như vậy. Nhưng sau này khi mà cái đất nước đó được thống nhất lại, hòa bình trở lại và đánh đuổi được quân xâm lược đi, thì các cái vị vua đấy lại là những vị vua Phật tử, và các cái vị đấy người ta lại chủ trương khôi phục lại đạo Phật, lại mời các cái vị sư ở các cái quốc gia lân cận về và lại thiết lập lại đạo Phật, nên đạo Phật lại tiếp tục hưng thịnh. Vậy thì đạo Phật hưng thịnh là vẫn là phải do các cái vị vua chúa ở các cái đất nước đấy, mà người ta là những cái người Phật tử, mà người ta có cái tâm hộ pháp, người ta muốn cho giáo pháp hưng thịnh phát triển ở trên đất nước của mình, thì người ta sẽ chủ động, người ta sẽ mời các cái vị sư về hoằng pháp làm cho Phật giáo hưng thịnh. Còn những cái thời nào mà những cái người có chức quyền ở những cái quốc độ đấy, ở cái quốc gia, ở cái dân tộc đấy, người ta không ủng hộ cái tôn giáo này, người ta khuynh hướng người ta ủng hộ một tôn giáo khác, thì người ta dùng cái quyền lực của mình, người ta sẽ đè bẹp một cái tôn giáo mà người ta không ưa thích, thì cái tôn giáo đấy sẽ diệt vong. Thì ở Ấn Độ là thế, từ cái thời đấy cho đến bây giờ, hầu như là các cái vị lãnh đạo các cái đất nước ấy, người ta toàn có cái khuynh hướng về cái đạo Bà La Môn giáo, và chưa có cái vị nào mà người ta có cái khuynh hướng là muốn khôi phục lại đạo Phật. Cũng vì cái lý do đấy, vì cái nguyên nhân đấy, cho nên đạo Phật khi mà đã bị suy tàn, đã bị diệt vong mà lại không khôi phục lại được ở bên Ấn Độ. Còn ở nhiều các cái quốc gia khác, đạo Phật truyền bá đi khắp nơi khác, thì cũng có những cái nơi mà khi mà có chiến tranh loạn lạc thì tôn giáo bị suy tàn, nhưng mà khi hòa bình lập lại thì vẫn phục hưng lại được. Nhưng mà cũng có một số ở một số quốc gia thì không phục hưng lại được nữa. Đấy, thì cái sự thịnh suy của một cái đạo giáo, của một tôn giáo giống như đạo Phật chẳng hạn, thì nó cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân, cả về cái nội bộ bên trong và cả về cái sự ngoại
hộ từ cái sự hộ trì của bên ngoài nữa, thì mới có thể làm cho đạo Phật tồn tại được. Nên là đạo Phật sinh ra ở Ấn Độ, từ Ấn Độ lan truyền đi đến các nước khác khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà đến bây giờ ở đạo Phật ở Ấn Độ hầu như là không có, hay là có thì cũng rất là ít ỏi, rất là mơ hồ và rất là yếu ớt, không đáng kể gì. Chính là vì đạo Phật bây giờ ở bên đấy người ta không có cái khuynh hướng để khôi phục lại đạo Phật, cho nên là đạo Phật ở bên đó coi như là không có vậy. Dạ, thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, sư cho con hỏi về giới không ăn phi thời. Nếu buổi tối không được ăn thì có thể được uống sữa bò hay sữa làm từ gạo hay các loại hạt được không ạ? Nếu như mà giữ đúng cái giới không ăn phi thời thì cũng không được uống sữa bò, cũng không được uống sữa gạo và làm từ hạt. Thì các cái sữa đấy đều không được dùng, chỉ được phép dùng 5 thứ nước, đó là nước ép trái cây. Mình có thể ép những cái trái cây bình thường đó, phải ép và phải lọc hết xác đi, chỉ uống cái nước trong suốt ấy thì được. Uống nước trái cây là một, nước đường là hai, nước mật ong được uống, bơ nọc, dầu mè. Đấy là 5 cái thứ mình được dùng thôi. Đấy là theo đúng như trong luật quy định là thế, được dùng mỗi 5 thứ đấy thôi. Dầu mè, bơ nọc, mật ong, nước ép trái cây, và phải nọc kỹ, chứ không uống sữa và các cái sữa của các cái hạt ngũ cốc đều không được dùng. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con thưa sư, nếu một người hành giả thọ bát quan trai giới nhưng bị bệnh bắt buộc phải uống thuốc sau khi ăn tối, nếu không ăn tối mà uống thuốc thì sẽ ảnh hưởng nặng đến sức khỏe, vậy người đó phải làm như thế nào mà vẫn giữ được giới không ăn phi thời ạ? Không ăn thì đấy, mình sẽ dùng những thứ mà được phép dùng đó. Những cái thứ được phép dùng như là không có ăn vào những cái mà được không được phép ăn, nhưng mà mình có thể uống, như là uống nước đường hoặc là uống nước trái cây hoặc là uống dầu mè bơ nỏng xong rồi mình uống thuốc, thì cái đấy nó cũng là một cái cách để mình tránh không bị phạm giới. Thì mình dùng những cái thứ mà được dùng đấy, như phấn hoa mật ong hay là những cái, tất nhiên là về có một số những cái nó thuộc về nó thuộc về thuốc mà nó không thuộc về thực phẩm, mà nó vừa là thực phẩm nhưng nó vừa là thuốc. Khi mình dùng nó để làm thuốc thì nó là thuốc, như là bột sắn dây. Khi là bột sắn dây mình dùng nó để nấu ăn thì nó là vật thực, là thức ăn. Nhưng mà đôi khi người ta dùng nó để làm thuốc chữa bệnh thì nó lại là thuốc. Thì có những cái đồ đó thì mình lại được dùng để làm thuốc, để mình sử dụng nó xong rồi mình mới uống thuốc thì lại sẽ không phạm giới. Tức là mình biết cách dùng những cái thực phẩm, những cái vật thực mà vừa là vật thực nhưng mà lại vừa là thuốc, rồi mình tác ý là mình dùng cái vật thực đó là để chữa bệnh thì nó là thuốc chứ nó không phải là vật thực nữa, thì lại được dùng. Thì đấy là một số những cái vật thực nó thuộc về dạng thuốc. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Kim Cương Tử ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi, khi ngồi thiền bị mất hơi thở, không còn nghe âm thanh bên ngoài, con chỉ thấy biết bên trong, con ngồi như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi cái tâm bị ức chế quá, bị căng thẳng quá, thì nó mới dẫn đến cái trạng thái là bị mất hơi thở và giống như là mình không thấy cảnh bên ngoài, chỉ thấy cảnh bên trong ấy. Cũng cái tâm như vậy cũng không tốt nhé. Do mình căng thẳng quá hoặc là do tâm nó chìm vào một cái trạng thái nào đó, vô thức nào đó mà mình không biết. Làm hành như vậy lại cũng không đúng đâu, phải là hành sai rồi.
mà trong lúc hành là tâm nó phải có cái sự chú tâm vừa phải, rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, để nó luôn luôn thấy hơi thở vào và thấy hơi thở ra, luôn luôn tỉnh giác và luôn luôn chánh niệm thấy cái hơi thở như vậy, chứ không bao giờ mất hơi thở được. Thì trừ khi một người vào đến tứ thiền mới mất hơi thở, mà vào đến tứ thiền thì đâu phải dễ đâu. Tâm nó vẫn tỉnh giác, nó vẫn chánh niệm, nó vẫn nhận biết một đối tượng, đó là cái tự tướng, là cái quang tướng đấy, và cái tâm lúc đấy nó lại càng rất là tỉnh táo sáng suốt mà không có một chút gián đoạn nào. Còn ở bình thường mình đang quan sát hơi thở thì chưa vào được định, tức là lúc ấy chưa đạt được định mà còn là đang phát triển chánh niệm, những cái sự nhận biết hơi thở thôi, thì không có cái chuyện mà nó mất hơi thở được. Mất hơi thở là do mình dụng tâm nó không được được đều đặn, nó không được quân bình, nó không cân đối, nó mạnh quá hoặc yếu quá, cho nên là nó bị phân tâm, nó tán tâm, nó nên là mình không thấy thôi. Bây giờ cái sự chú tâm nó phải nhẹ nhàng, tự nhiên, nó vừa phải, đừng quá căng thẳng, đừng quá ức chế, để nó có được cái sự thảnh thơi, tự tại, và nó vẫn thấy được hơi thở một cách tự nhiên ấy, thì nó không rơi vào cái trạng thái đấy nữa, thì mới có thể tiến xa được. Còn mình cứ để nó rơi vào trạng thái đấy, mình sẽ không tiến bộ được, không đạt được cái gì cả. Nên là cần phải thấy hơi thở, cần phải điều chỉnh lại cái mức độ chú tâm, để đừng cho nó căng quá, đừng cho nó yếu quá, để nó luôn luôn thấy hơi thở vào ra một cách tự nhiên. Thì dần dần chánh niệm ấy nó mạnh lên thì mình mới đạt định được. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vũ Văn Quyết có gửi qua YouTube ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư có thể cho con nghe đôi chút về sự xuất gia của sư không ạ? Con xin sư ạ. Về cái gì? Sự xuất gia của sư ạ. Về sự xuất gia của sư ạ. Cái này nên hỏi riêng thì tốt hơn. Sư nói cái này chung chung trước đại chúng thì nó không hay. Dạ. Lúc nào đến gặp sư ấy, hỏi riêng sư thì sư sẽ nói cho. Thì cái này nó mang cái tính riêng tư quá. Riêng tư thì nên hỏi riêng ấy. Dạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Phật tử ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi ai là người sáng lập ra thiền và thần thông ạ? Và tại sao lúc trái đất sắp hủy hoại thì lại được các vị chư thiên nhắc nhở tu tập? Và lúc đó con người ở nhân gian không có giáo pháp, vậy tại sao họ lại biết những đề mục tu tập, ai dạy họ pháp thiền và những đề mục thiền để họ tu tập mà sanh lên phạm thiên giới ạ? Cái đoạn đầu, ai là người tạo ra cái gì? Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi ai là người sáng lập ra thiền và thần thông ạ? Ai là người sáng lập ra các cái pháp thiền và các cái pháp thần thông? Các cái pháp thiền và pháp thần thông đúng là trong khi mà Đức Phật chưa ra đời đã có các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ người ta hành thiền và người ta cũng có thần thông. Thì cái người sáng lập ra ở đây không phải là có con người sáng lập ra, mà có như ví dụ như con người mình ở cái cõi thế gian này, là khi mà cái trái đất này bắt đầu hình thành, rồi hủy hoại, rồi lại hình thành, trong cái lúc mới hình thành, thì tất cả những cái con người ở thế gian này đều sinh về từ cái cõi phạm thiên. Chủ yếu là như là cái cõi quang âm thiên hay là một cái cõi, ở cái cõi phạm thiên nào đấy. Thì do hết tuổi thọ ở cái cõi đấy cho nên là hóa sinh trở lại cái cõi nhân gian này. Cõi nhân gian này lúc đầu thì chúng sinh đấy là những cái chúng sinh hóa sinh, sống bằng ý thức, nuôi sống bằng ý thức, tức là chưa cần ăn uống gì cả. Sau đó thì mới thấy cái sắc đẹp của đất, thấy cái mùi vị của đất thơm ngon, nếm thử vào một cái thì cái thần thông, những cái hào quang nó biến mất, trở thành cái thân xác khô cụ của cái con người này. Sau đó càng ăn vào thì bắt đầu nó càng sinh ra, những cái thân thể bắt đầu càng sinh ra cái sự béo mập khác nhau, tốt xấu khác nhau, rồi phiền não kiêu mạn sinh ra. Thì lúc đấy thì những cái vị của đất thì nó mất đi, rồi các cây neo này, cái nấm nhức nó mọc lên, rồi cứ phiền não sinh ra nó lại mất đi, rồi bắt đầu mọc lúa nước lên mới ăn vào, rồi dần dần mới sinh ra các cái bộ phận tiêu hóa này. Thì đấy là cái quá trình thành trụ, cái quá trình hình thành và tan hoại của cái thế gian, là cái kiếp mà thế gian này vào hoại diệt và lại tiếp tục hình thành trở lại.
Như thế thì những cái chúng sinh là ở trong 31 cõi, thì riêng có các cái cõi Phạm Thiên thì người ta không bị hoại diệt. Từ cái cõi Phạm Thiên Tứ Thiền mà đi, người ta không có bị hoại diệt. Và lúc nào các cái vị Phạm Thiên Tứ Thiền thì lúc nào người ta cũng an trú trong các tầng thiền hết. Ở trên thế gian cũng vậy, khi thỉnh thoảng có những cái vị được đầu thai tái sinh từ cõi Phạm Thiên trở về cái cõi nhân gian này, thì những cái vị mà ở cõi Phạm Thiên về cõi nhân gian này, người ta sống ở cõi Phạm Thiên rất là lâu rồi, cho nên khi về cõi nhân gian thì người ta khác hẳn một cái, đó là người ta cái tâm tham dục người ta rất là yếu, rất là ít, và người ta rất là cảm thấy rất là nhàm chán đối với những cảnh tham dục bon chen hơn thua được mất khen chê ở đời, mà người ta rất là thích sống an tịnh. Chính vì vậy nên là có nhiều người người ta không thích sống cái cuộc sống xô bồ thế gian, mặc dù người ta không nhớ mình là ở Phạm Thiên sinh về, nhưng mà người ta rất là thích sống độc cư. Bởi cái cõi Phạm Thiên người ta sống độc cư suốt nhiều trăm ngàn đại kiếp rồi, cho nên là về đây giờ người ta thích từ bỏ cái đời sống nhân gian, người ta đi vào rừng, người ta sống độc cư. Có thể là người ta nhìn vào một cái tướng nào đấy, có thể là người ta nhìn vào một cái mặt nước mà người ta cũng đắc định, rồi người ta trú ở trong đấy, người ta đắc vào các tầng thiền và người ta thành tựu thần thông. Có thể người ta nhìn vào cái tướng đất, người ta cũng sẽ đắc định. Có thể người ta nhìn vào cái nửa, ngọn nửa, người ta cũng đắc định. Có thể người ta nhìn vào gió, hoặc là người ta hướng vào hơi thở, hay hướng vào bất cứ một cái gì đó, người ta cũng dễ dàng đắc định. Thế là những vị người ta đã sống ở cõi Phạm Thiên về, người ta chỉ ngồi thiền một xíu là người ta đắc định liền. Người ta tu tập một thời gian rất là ngắn là người ta sẽ thành tựu được các cái thắng trí, các năng lực thần thông. Cho nên là các cái vị đấy người ta không sống ở thế gian, mà người ta sống sâu ở trong rừng để người ta giữ cái pháp thiền đó. Rồi đến lúc chết người ta lại sinh về Phạm Thiên trở lại. Cho nên những cái vị đấy được gọi là các vị ẩn sĩ. Thì thời mà chưa có giáo pháp của Đức Phật vẫn có rất nhiều các vị ẩn sĩ đấy. Cho nên là ở trong cái núi Tuyết Sơn là cái núi mà có vô số những cái vị ẩn sĩ. Trong suốt cái thời gian mà không có giáo pháp của Đức Phật vẫn có rất nhiều các vị đấy tu tập và vẫn chứng đắc các cái tầng thiền được là vậy. Những cái người mà chứng đắc các cái tầng thiền đó chính là các cái vị ẩn sĩ, mà các vị ẩn sĩ đó đa số là các vị đó có những vị thì có người dạy, người truyền cho, nhưng mà có những vị không cần ai dạy, có những vị người ta tự tự tập thôi, người ta tự ngồi tư duy hướng chú tâm vào một cái cảnh gì đó, người ta thấy một cái bông hoa nó có cái màu xanh, người ta chú vào đấy, người ta cũng chứng được thiền. Người ta có màu đỏ, người ta chú vào đấy, nhìn cái bông hoa màu vàng, người ta chú vào cái màu vàng đấy là người ta cũng đắc thiền. Rồi người ta chú vào đấy, rồi người ta phát triển được tâm thiền dục sắc giới, vô sắc giới, rồi người ta phát triển được các cái thắng trí, năng lực thần thông được. Rồi cũng có những cái người đến để học những cái pháp đấy từ các cái vị ẩn sĩ đó, tức là có những người có người dạy, có người chẳng cần ai dạy, còn theo cái ba la mật của mỗi người như vậy. Nên là có những cái vị ẩn sĩ ở trong thế gian. Cho nên là đấy không phải là cái ai là cái người sáng tạo ra thiền hay thần thông gì cả, mà vì có rất là nhiều người người ta tự động nhớ lại được những cái pháp môn tu tập ở những cái kiếp trước, cho nên là người ta vẫn tu tập. Thì hầu hết mọi người trên thế gian đều có cái kinh nghiệm về thiền định và thần thông này, nhưng mà có những người thì cái tâm thanh tịnh còn mạnh cho nên là tập lại được, còn có những người ô nhiễm mạnh quá nên mình quên thôi. Chứ còn ai cũng đã từng trải qua cái sự thực hành thiền định này rồi, và đã từng sinh về cõi Phạm Thiên cả rồi. Thế qua là mình luân hồi sinh tử mình đã quên mất đi. Bây giờ cái ô nhiễm nó mạnh quá nên là mình gột rửa nó lâu thôi. Còn ai mình cũng đã từng trải nghiệm qua những trạng thái đấy hết rồi. Còn đến cái thời kỳ hoại kiếp, cách 100.000 năm là đã có những cái vị ở cõi Tịnh Cư Thiên, đó là các cái vị thánh nhân A-la-hán và Bất Lai. Ở cõi Tịnh Cư Thiên sẽ đi thông báo với các vị ở cõi Chư Thiên là 100.000 năm nữa là sẽ đến cái thời kỳ hoại kiếp, nên các vị hãy tu tập để mà sinh về cõi Phạm Thiên. Thì những cái cõi Chư Thiên này cũng sẽ hoại diệt hết. Thì các vị có nhiều vị Chư Thiên ở sẽ xuống cõi nhân gian, người ta sẽ biến thành những cái người này người kia đó, người ta cũng đi rao giảng ở trong nhân gian, biến thành những cái vị mà được thế gian tôn kính. Ví dụ như là người ta sẽ hiện thân thành những cái vị đạo sĩ, những cái vị bà la môn, hay những cái vị giáo sĩ, những cái người mà được cả thế gian tin tưởng kính trọng, những cái bậc thầy của nhân gian đó. Người ta sẽ hiện thân ở đó và người ta luôn luôn thông báo như vậy,
cảnh báo cho thế gian biết khoảng 100.000 năm nữa là đến ngoài thời hoại kiếp. Thì lúc đấy cái sự kinh cảm nó khởi lên trong nhân gian, sẽ tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy của vị đó và sẽ bắt đầu nỗ lực tu tập. Và cũng ở cái thời kỳ mà sắp đến thời hoại kiếp đấy, thì những cái tai ương, những cái tai nạn nó khởi lên liên tục, tức là thời tiết nó trở nên bất thường ấy. Lúc thì khô hạn này, không có mưa, lúc thì mưa quá nhiều, không có nắng, làm cho cái mùa mà mất mát, làm cho cái nạn đói này, nạn thiên tai sinh ra, sự chết chóc dịch bệnh rất là nhiều vô số, và người ta cũng rất là kinh cảm và sợ hãi về điều đấy. Cho nên là lúc đấy ở thế gian để mà tu chứng được thiền cũng rất là khó. Và lúc đầu thì còn có may có người tu được, nhưng về sau này thì mọi người hầu như đều phải sống với nhau với cái tâm tử tế với nhau. Người ta sống hòa hợp với nhau, không đấu tranh, và người ta hỗ trì lẫn nhau với cái tâm tốt, rồi người ta sinh về cõi chư thiên. Hầu như là nhân loại như thế, lúc đấy là sinh về cõi chư thiên rồi. Ở cái cõi chư thiên đấy mới có được ăn những cái thức ăn ngon lành, rồi mới có cái thời gian để hành thiền. Thì ở cõi chư thiên sẽ có những vị có kinh nghiệm hướng dẫn cho mọi người hành thiền, rồi là mọi người mới sinh về cái cõi phạm thiên. Thì hầu như là ở cái thời kỳ hoại kiếp là thế. Ở những cái cõi thấp này thì chủ yếu là sinh về cõi chư thiên, rồi từ cõi chư thiên đấy mới tu tập chứng đắc các tầng thiền lại sinh về phạm thiên. Cho nên là khi cái hoại kiếp sinh lên là tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, cõi nhân gian đều sinh về cõi chư thiên, rồi từ cõi chư thiên đấy mới đắc thiền và sinh về cái cõi phạm thiên. Rồi sau đó thì lại cũng từ cái cõi phạm thiên lại sinh xuống cái cõi nhân gian này. Thì nó cứ luân hồi, cứ hết kiếp này sang kiếp kia là như vậy.